trân trọng giới thiệu tới bạn nghe cuốn sách Kế hoạch quản lý tài chính cá nhân, phương pháp 9 bước để đạt được tự do tài chính của tác giả Vicki Robin, Joe Dominguez, dịch giả Nguyệt Minh với giọng đọc của Hồng Phượng. Vicki Robin, tác giả cuốn Blessing the Hands That Feathers và đồng tác giả cuốn sách bán chạy nhất Kế hoạch quản lý tài chính cá nhân, là nhà cải cách xã hội đa năng và nổi tiếng, là nhà văn kiêm nhà diễn thuyết. Thêm vào đó, cô cũng là người tiên phong trong các phong trào sống bền vững, từng phát động nhiều chiến dịch như Seattle bền vững, thử thách 10 ngày với thực phẩm địa phương, Transition Winby và Trung tâm Giấc mơ Mỹ mới. Robin được giới thiệu trong hàng trăm câu chuyện truyền thông ở nhiều nguồn khác nhau, bao gồm tờ The New York Times, Đài Phát thanh Công cộng Quốc gia Mỹ NPR, chương trình truyền hình The Oprah Winfrey Show và nhiều kênh khác nữa. Cô sống ở Whidbey Island, Washington. Joe Dominguez, sinh năm 1938, mất năm 1997, từng là nhà phân tích tài chính thành công ở phố Wall trước khi về hưu ở tuổi 31 bằng cách sáng tạo và tuân theo từng bước của chương trình được giới thiệu trong cuốn Kế hoạch quản lý tài chính cá nhân. Từ năm 1969 trở đi, ông làm tình nguyện viên toàn thời gian và cống hiến hết mình cho các hoạt động thiện nguyện, từ việc giảng dạy cho tới các dự án chuyển hóa. Kế hoạch quản lý tài chính cá nhân cung cấp những hướng dẫn về phát triển cá nhân, giúp bạn phát hiện điều mình thực sự mong muốn cho cuộc sống, đồng thời tập loại bỏ thói quen phung phí tiền bạc mà có lẽ đã trở thành lối mòn. Và đào tạo thực sự là một cách hay để suy ngẫm về điều này. Bạn sẽ dần dần tiến bộ bằng cách hàng ngày lặp đi lặp lại từng bước nhỏ, và rồi những chiến tích lớn lao hơn sẽ được hình thành một cách tự nhiên. Dường như mọi thứ cứ diễn tiến từ từ cho đến một ngày bạn nhìn lại và thậm chí còn không nhận ra chính mình trong quá khứ. Làm sao mình lại phí phạm ngần ấy thời gian và năng lượng hàng ngày mà không nhận ra điều đó nhỉ? Kết quả của công cuộc đào tạo này không chỉ là bức tranh tài chính được cải thiện, mà chính bản thân cá nhân ấy cũng hoàn thiện hơn. Đó là lý do vì sao cuốn sách này lại được yêu thích lâu đến thế. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc kết hợp giữa nghe và đọc sách sẽ giúp hiệu quả ghi nhớ và ứng dụng kiến thức vào thực tiễn tăng lên đến 80%. Như vậy, nếu bạn chưa kịp sở hữu cho mình cuốn sách giá trị này, thì hãy ra ngay hiệu sách gần nhất hoặc truy cập vào website bizbooks.vn để đặt mua. Hãy cùng Bizbooks lan tỏa những kiến thức thực tiễn nhất, giúp phát triển bản thân và gia đình của bạn. Trong mỗi nhà doanh nhân đều có 2 tủ sách Bill Gates. Và bây giờ, xin mời các bạn cùng lắng nghe tác phẩm Kế hoạch quản lý tài chính cá nhân, phương pháp 9 bước để đạt được tự do tài chính. Vì sao bạn nên đọc cuốn sách này? Hãy tự vấn bản thân những câu hỏi dưới đây. Bạn có đủ tiền chưa? Bạn có dành đủ thời gian với gia đình và bạn bè không? Bạn có tan làm về nhà với năng lượng tràn đầy không? Bạn có thời gian tham gia vào những thứ mà bạn tin là có giá trị không? Nếu bạn bị mất việc do cắt giảm biên chế, bạn có coi đó là cơ hội không? Bạn có hài lòng với đóng góp của bản thân cho thế giới không? Bạn có thỏa mãn với số tiền mình có không? Công việc của bạn có phản ánh giá trị bản thân bạn không? Bạn có đủ tiền tiết kiệm để giúp mình sống sót qua 6 tháng với mức chi tiêu thông thường không? Cuộc đời của bạn có trọn vẹn không? Tất cả những mảnh ghép, công việc, chi tiêu, các mối quan hệ, giá trị bản thân có khớp với nhau không? Dù bạn chỉ trả lời không với duy nhất một câu hỏi ở phía trên, thì cuốn sách này chính là dành cho bạn. Thực sự chỉ có duy nhất một lý do để đọc bất kỳ cuốn sách nào viết về tiền bạc, đó là mang tới cho bản thân món quà là một cuộc sống tốt đẹp hơn. Tiền không thực sự là thứ bạn theo đuổi. Sau cùng thì bạn có thể để bản thân bị nhốt trong cái hộp tăm tối và yên lặng mãi mãi để đổi lấy việc trở thành tỷ phú hay không? Có vẻ như điều đó thể hiện rõ khi ta đặt mình vào những tình huống mang tính tuyệt đối như vậy. Bởi sự thực là chỉ riêng đồng tiền không thể giải quyết mọi vấn đề. Thực tế, mối quan hệ lành mạnh với tiền chỉ là sản phẩm phụ của cuộc sống hạnh phúc và khỏe mạnh mà thôi. Thay vì làm tỷ phú sống trong chiếc hộp tăm tối, bạn có lẽ đang hy vọng trở thành một người tự do, vô tư và làm việc hiệu quả không bao giờ phải lo lắng về tiền bạc thêm một lần nào nữa. Sự khác biệt rất lớn này chính là điều mà hầu hết các cuốn sách, tạp chí, trang mạng, chương trình truyền hình và podcast nói về chủ đề tiền bạc đều không làm được. Nó đồng thời cũng có lý do khiến phần lớn công dân ở Mỹ hay các nước giàu có khác đều nằm trong trạng thái gần như vỡ nợ. Nhiều người trong số đó đang mắc khoản nợ cao kỷ lục. Chúng ta mải miết kiếm nhiều và thật nhiều tiền hơn nữa, sở hữu được thật nhiều thứ nhờ đồng tiền mà không hề đặt ra câu hỏi về bức tranh tổng thể cho những thứ ta thực sự đang mua và lý do tại sao. Và đây là lý do tại sao cuốn sách Kế hoạch Quản lý Tài chính Cá nhân vẫn duy trì vị thế tác phẩm kinh điển sau 25 năm phát hành, với thông điệp vang vọng mạnh mẽ đủ để xuyên thấu xã hội của chúng ta, khiến cho những thế hệ sau phải trăn trở về ý tưởng đó và vực Vicki Robin ra khỏi hòn đảo nghỉ dưỡng đầy yên tĩnh của bà để viết nên bản cập nhật này. Phương pháp tiếp cận độc nhất của Robin đã tạo cho cuốn sách sức mạnh trường tồn vô tiền khoáng hậu, và bản cập nhật cũng đi theo lối tiếp cận tương tự. Việc vận dụng những chân lý này sẽ thay đổi thế giới hiện tại mà ta đang sống. Những lời khuyên căn bản về tiền đều quá nhu mì. Chúng nêu rằng chúng ta đều có những giá trị cá nhân khác nhau và ta cần làm theo tiếng gọi của con tim. Nếu tôi thích dùng bữa tối giá cả $100 hay bạn thích xe hơi đắt tiền, không vấn đề gì cả. Bạn có thể chi tiền cho những thứ bạn thích miễn là ngân sách cho phép, đồng thời làm việc chăm chỉ để kiếm đủ tiền thực hiện sở thích đó. Thực tế, hầu hết những lý thuyết này đều vô nghĩa. Chúng ta đều là con người, chúng ta giống nhau nhiều hơn là khác nhau. Trải qua nhiều thế kỷ triết học và hàng loạt nghiên cứu chính quy trong những thập kỷ gần đây, ta nhận thấy rằng thực tế chỉ có một vài nút bấm hạnh phúc mà loài người có thể vận hành. Những nhân tố cơ bản như tình bạn, sức khỏe, cộng đồng, khả năng vượt qua khó khăn bằng chính sức lực của mình và cảm thấy tự chủ trong cuộc sống. Những điều này đều đúng với tất cả mọi người. Cùng lúc đó, hầu hết chúng ta đều bị cám dỗ bởi những ý tưởng về sự tiện dụng, về sự hào nhoáng, về cái tầm, và thường tự mua cho bản thân những thứ yêu thích để thỏa mãn các cám dỗ này. Và chúng ta cũng rất giỏi trong việc biện minh rằng chúng là điều ta thực sự đam mê. Với vài thứ đắt đỏ đáp ứng những đam mê thực sự, bạn đã có thể tiêu tốn khoản thu nhập cả đời của một ai đó. Đôi khi nó loại trừ đi cơ hội giúp bạn đạt được những thứ tốt hơn hay những món quà cho hạnh phúc dạng người hơn như đã đề cập ở trên. Kể cả nhiều nhà tài chính hay doanh nhân nổi tiếng nhất cũng mắc phải một vài hoang tưởng tiêu tiền đồng nghĩa với hạnh phúc này. Làm theo lời khuyên của họ và cuối cùng bạn sẽ có được một giải băng chuyền được đánh bóng hoàn toàn bằng những khao khát cá nhân. Đôi tay thuần thục của bạn sẽ ném các mục tiêu về phía một đầu sợi dây và đầu bên kia nhận về các ước ao đã được thỏa mãn. Nhưng rốt cuộc, bạn vẫn có thể sẽ đứng nguyên tại vị trí nơi bạn bắt đầu. Khao khát vô hạn là một trong những cái bẫy của loài người, đồng thời cũng chính là một trong những điều đầu tiên bạn cần thay đổi để có thể nhanh chóng tiến lên phía trước. Đây chính là lý do khiến kế hoạch quản lý tài chính cá nhân có phạm vi bàn luận vượt xa hơn cả vấn đề tiền bạc. Đây là những hướng dẫn về phát triển cá nhân giúp bạn phát hiện điều mình thực sự mong muốn cho cuộc sống, đồng thời tập loại bỏ thói quen phung phí tiền bạc mà có lẽ đã trở thành lối mòn, và đào tạo thực sự là một cách hay để suy ngẫm về điều này. Bạn sẽ dần dần tiến bộ bằng cách hàng ngày lặp đi lặp lại từng bước nhỏ, và rồi những chiến tích lớn lao hơn sẽ được hình thành một cách tự nhiên. Dường như mọi thứ cứ diễn tiến từ từ cho đến một ngày bạn nhìn lại và thậm chí còn không nhận ra chính mình trong quá khứ. Làm sao mình lại phí phạm ngân ấy thời gian và năng lượng hàng ngày mà không nhận ra điều đó nhỉ? Kết quả của công cuộc đào tạo này không chỉ là bức tranh tài chính được cải thiện, mà chính bản thân cá nhân ấy cũng hoàn thiện hơn. Đó là lý do vì sao cuốn sách này lại được yêu thích lâu đến thế. Tất nhiên, vẫn còn một bức tranh lớn hơn nữa ở đây. Toàn thế giới, tất cả mọi người và các sinh vật sống đều cùng góp mặt trong bức tranh ấy. Chúng ta thường xuyên được dạy rằng các quyết định về chi tiêu đơn giản là vấn đề lựa chọn cá nhân. Nếu có đủ tiền trong túi và đủ chỗ trong thùng rác, thùng tái chế để vứt rác rưởi phát sinh, chúng ta chắc chắn sẽ mua thêm. Thực tế là hầu hết mọi thứ ta mua đều có chỗ này chỗ kia bị hỏng mà ta không nhìn thấy được. Và những phần hư hỏng đó cứ phát sinh thêm trong những thập kỷ gần đây. Đối mặt với mâu thuẫn giữa lối sống của ta và những dòng tin tức được cập nhật liên tục trên mặt báo về hậu quả của những hư hại đó chính là nguồn gốc gây ra căng thẳng. Vì bạn sắp học được nhiều điều trong cuốn sách này. Tin tốt lành là việc tinh giản lối sống để hạnh phúc cũng sẽ tự động cắt giảm mức độ hư hại do bạn gây ra. Không thể sai được, gần như là chắc chắn rằng nếu bạn đọc hết cuốn sách này thì bối cảnh tài chính của bạn sẽ được cải thiện trong phần đời còn lại. Vai trò của tiền bạc nằm ở chính đây. Nhưng sức mạnh độc đáo của phương pháp này lại tới từ việc giải quyết gốc rễ của vấn đề, niềm tin và thói quen cá nhân, hơn là triệu chứng, các bản sao kê ngân hàng hàng tháng và thẻ tín dụng. Nếu bạn chưa từng đọc cuốn sách này và cũng chưa từng đi thử con đường tương tự bao giờ, hãy dũng cảm lên, dành thời gian và thật chú tâm. Cả cuộc đời bạn sắp thay đổi kể từ đây. Hết lời nói đầu. Giới thiệu phiên bản mới. Xin chào, phiên bản kế hoạch quản lý tài chính cá nhân được biên soạn lại này dành cho những ai sinh ra trong khoảng thời gian từ sau Thế chiến đến thiên niên kỷ mới. Kể từ ấn bản đầu tiên, cuốn sách này đã trở thành nguồn tài liệu kinh điển xuyên suốt thời gian, giúp đỡ cho hàng trăm ngàn người chuyển hóa thành công mối quan hệ với tiền bạc. Các công cụ thì vẫn luôn như vậy, còn thế giới đã ít nhiều đổi thay. Và tôi đã tập hợp lại một nhóm người tốt nhất có thể để đảm bảo ấn phẩm này phù hợp với thời điểm hiện tại cũng như nhiều năm về sau nữa. Và đương nhiên, nó phù hợp dành cho bạn. Tất nhiên bạn sẽ thắc mắc, liệu nó có thể giúp ích gì cho bạn hay không? Bây giờ ư? Trong hoàn cảnh hiện tại của bạn ấy à? Liệu nó có thể giúp bạn thoát khỏi cảnh nợ tiêu dùng, làm hồi sinh giấc mơ đã bị trì hoãn, có một nơi trốn đi về của riêng mình, bỏ công việc không còn phù hợp nữa, có đủ tiền để mua thêm một số thứ, tăng thu nhập, tiết kiệm được lâu dài và thậm chí hoàn toàn giải phóng bạn khỏi việc đi làm kiếm tiền? Chuyện đó là khả thi. Hay nói rõ hơn thì bạn hoàn toàn có thể nếu bạn sử dụng các công cụ này. Bởi thực tế, đã có hàng trăm ngàn người sử dụng những công cụ đó. Tôi có thể hứa với bạn những điều sau. Bạn sẽ tiêu ít đi và tận hưởng cuộc sống nhiều hơn. Bạn sẽ tiết kiệm được nhiều hơn so với mức bạn từng nghĩ tới. Bạn sẽ cào bằng tiền nợ và hình thành phản xạ đóng hầu bao trước những thứ bạn không muốn. Bạn mua chúng chỉ để tạo ấn tượng với những người bạn không thích. Bạn sẽ có nhiều thời gian dành cho những thứ quan trọng nhất. Bạn sẽ học được nhiều điều về bản thân mà không tự khiến mình đau lòng. Bạn sẽ thoải mái nói chuyện về tài chính một cách cởi mở và chân thực. Bạn sẽ tha thứ cho bản thân về những lỗi lầm mắc phải trong quá khứ có liên quan đến tiền bạc và sẽ bắt đầu lại từ đó. Bạn sẽ tiết kiệm cho giai đoạn nghỉ hưu và bạn sẽ làm được. Việc ấy có thể dễ dàng hơn nhiều so với những gì bạn đang tưởng tượng ngay lúc này. Bạn sẽ khiến cuộc đời phải hoạt động theo giá trị của bản thân mình hơn là dồn thời gian cho việc kiếm tiền. Độc lập tài chính. Mục đích của chương trình 9 bước trong cuốn sách này là chuyển đổi mối quan hệ của bạn với tiền và giúp bạn đạt được trạng thái độc lập tài chính. Kết quả là nó giải thoát bạn khỏi nguồn năng lượng quý báu nhất, thời gian, để có thêm chỗ cho thật nhiều hạnh phúc, tự do và ý nghĩa. Vậy, chuyển hóa mối quan hệ của bạn với tiền nghĩa là gì? Nó không phải là có nhiều tiền hơn hay ít tiền đi. Nó có nghĩa là bạn hiểu được bao nhiêu về tiền là đủ để có thể tận hưởng cuộc sống mà bạn yêu thích trong khoảnh khắc hiện tại và tương lai. Nó có nghĩa là chuyển từ trạng thái nạn nhân của tiền và của nền kinh tế thành người có đầy đủ nhận thức và được quyền lựa chọn. Ai cũng có thể làm được điều này. Khi chúng tôi nói độc lập tài chính, điều đó nghĩa là gì? Ở mức độ cơ bản nhất, độc lập tài chính nghĩa là không phải bận tâm việc đi làm kiếm tiền nữa. Hơn thế nữa, kế hoạch quản lý tài chính cá nhân sẽ giúp bạn trải qua giai đoạn tự do, bắt đầu bằng việc giải phóng tư duy khỏi ảo giác rằng mua nhiều đồ sẽ giúp bạn hạnh phúc hoặc càng nhiều càng tốt. Bạn sẽ thấy rõ tư duy định hướng mô hình tiền tệ, trong khi mô hình đó tự bộc lộ ra bên ngoài. Khi bạn thực hiện theo các bước của chương trình, những khoản nợ sẽ dần tan biến. Với việc các khoản nợ giảm dần, tự nhiên bạn sẽ tăng được số tiền tiết kiệm. Bạn không còn chạm phải nút lo sợ với những khoản chi tiêu bất ngờ nữa. Tiết kiệm trở thành thói quen, bạn tiết kiệm nhiều thêm và nhiều thêm. Cuối cùng, bạn sẽ lựa chọn xem liệu bạn đi làm vì đam mê hay vì tiền. Đó chính là điều đã xảy ra với nhiều người và chắc chắn nó cũng sẽ xảy đến với bạn. Khi đọc cuốn sách này và thực hiện theo từng bước, bạn sẽ thấy điều bản thân cần làm không phải là từ chối cống hiến thời gian tỉnh thức chủ yếu cho công việc. Việc đi làm từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều có lẽ là do xã hội mặc định, nhưng bạn có thể rẽ ngang một chút theo con đường khác, rẽ ngang theo lời kêu gọi từ cõi lòng mình và hướng tới tương lai mà bạn hài lòng hơn. Bạn sẽ làm gì khi không muốn làm việc để kiếm tiền nữa? Có lẽ ngay bây giờ bạn chưa biết, nhưng bằng cách làm theo từng bước như gợi ý, mọi việc sẽ sớm sáng tỏ. Bạn tập trung và đủ tự tin để biết rằng những giấc mơ đang chờ đợi bạn kiếm tìm sẽ bắt đầu xuất hiện. Như một người độc lập tài chính, Finance Independent, viết tắt là FIR, đã nói, đây không phải là cuốn sách đơn thuần viết về tiền, đây là cuốn sách viết về cuộc đời. Cuốn sách này được bắt đầu ra sao? Hãy gặp Joe Dominguez, người khởi xướng chương trình 9 bước này. Ông là người gốc Latin, lớn lên trong gia đình ăn phô mai trợ cấp ở vùng Spanish Harlem, thành phố New York, bởi mẹ ông không bao giờ học tiếng Anh. Vốn là cậu bé hiếu động và vô cùng thông minh, ông không dùng cơ bắp để sinh tồn. Vì vậy, cậu trở thành bộ não của băng nhóm, học cách làm thuốc nổ và lên kế hoạch đối đầu với đối thủ để trốn thoát thành công. Bản năng sinh tồn của cậu được mài giũa do nhu cầu cấp thiết mà có. Và có một phần trong cuốn sách Kế hoạch Quản lý Tài chính Cá Nhân tiết lộ năng lực khôn ngoan, lanh lợi của cậu trong đánh giá các rủi ro và cơ hội và khả năng vươn lên mạnh mẽ từ mọi ngóc ngách của cuộc sống. Theo như Joe thấy, hệ thống tiền bạc cũng giống như hệ thống trợ cấp, hệ thống tư pháp hay hệ thống nghèo đói. Làm sao để tôi có thể vượt qua được trong điều kiện của riêng tôi, sống trong đó nhưng không bị lệ thuộc vào nó? Ông chưa từng tốt nghiệp đại học nhưng lại giữ vững được công việc tại một tập đoàn ở phố Wall. Không hài lòng với việc chỉ học làm theo, ông phân tích cuộc chơi và cuối cùng phát triển vài công cụ đầu tiên của mảng phân tích kỹ thuật vào đầu những năm 1960, khi máy tính còn đồ sộ khủng khiếp. Ông không đầu tư tiền túi của mình mà đem bán bí quyết cho một trong những tập đoàn ngân hàng đầu tư lừng lẫy. Và ông giữ mục tiêu trong đầu, nghỉ hưu ở tuổi 30. Rời khỏi cuộc chơi tiền bạc, sống cuộc sống của chính mình, không sống trong tù ngục của công việc. Joe và tôi cộng tác với nhau từ những năm 1970, trong cả cuộc sống lẫn công việc. Chúng tôi rất ăn ý trên phương diện mục tiêu cuộc sống. Lúc ta rời khỏi thế giới này, nó phải là nơi tốt hơn so với khi ta tìm đến nó. Dù sự khác biệt của chúng tôi nhiều khi xung đột với nhau, song thường thì chúng tạo ra sức sáng tạo sắt đá. Đây là nguồn gốc của gần 20 năm giảng dạy, viết, thuyết trình và thay đổi thế giới. Chúng tôi hy vọng thế. Joe là người sống nội tâm, tôi là người hướng ngoại. Joe vô cùng nguyên tắc, tôi lại ngẫu hứng. Ông ấy là người nhìn bao quát toàn cảnh, tôi lại giống như con ngựa đua, làm từng chút một và chạy theo chi tiết, phụ thuộc vào chiến lược dưới con mắt bao quát của ông. Tác phẩm đỉnh cao trong quá trình làm việc của chúng tôi, Kế hoạch Quản lý Tài chính Cá Nhân, khiến chúng tôi và mọi người đều ngạc nhiên bởi rất nhanh chóng nó đã thành công. Vào lúc Joe mất vì căn bệnh ung thư trong tuần đầu tiên của năm 1997, chúng tôi đã ở trên đỉnh vinh quang của cuộc chơi. Kế hoạch Quản lý Tài chính Cá Nhân đã trở thành cuốn sách bán chạy nhất theo bình chọn của thời báo The New York Times, đồng thời cũng xuất hiện 5 năm liên tục trong danh sách các cuốn sách bán chạy nhất theo tạp chí Business Week. Chúng tôi tin rằng nếu có đủ số người sử dụng các công cụ này, Kế hoạch Quản lý Tài chính Cá Nhân sẽ trở thành cấp độ đủ lớn để thay đổi thế giới. Sau khi Joe mất, tôi tiếp tục công việc với đôi mắt mạnh mẽ, hướng về phía trước, nhằm xây dựng và hình thành cơ sở chung với những người lãnh đạo phong trào sống tối giản đang trỗi dậy, mang thông điệp chung của chúng tôi tới nhóm những người có quyền lực và mạng lưới toàn cầu đang làm việc hướng tới mục tiêu bền vững. Tới năm 2004, khi tôi được chẩn đoán mắc ung thư di căn. Con ngựa đua trong tôi đã kiệt sức. Giấc mơ cao đẹp của Joe và tôi về việc chuyển hóa cách người Mỹ nghĩ, kiếm, tiêu và tiết kiệm tiền chưa thực sự được lan rộng, cho dù đã có hàng trăm ngàn độc giả đáng quý. Tôi nghỉ hưu, chuyển về ngôi làng nhỏ có khoảng 1.000 dân trên hòn đảo thuộc Tây Bắc Thái Bình Dương, rồi chuyển hướng, tập trung vào việc tạo ra sự khác biệt ngay tại nơi vô cùng nhỏ bé trên hành tinh này. Tuy vậy, khoảng 10 năm sau, tôi nghe thấy tiếng gọi con tim cất lên một lần nữa. Tôi vô tình xuất hiện trong nhóm đông người nói chuyện nghiêm túc về tiền bạc. Từng người chia sẻ nỗi sợ hãi và bối rối của họ. Một ông lão 80 tuổi, rất khá giả, không biết liệu mình có hết tiền trước khi chết không? Một chuyên gia bậc trung, sống còm cõi nhưng lại sợ phải bỏ việc. Vài chuyên gia tư vấn thú nhận rằng họ không có khả năng giúp đỡ khách hàng trước những vấn đề về tiền bạc, bởi chính họ cũng không hiểu rõ chủ đề này. Cuối cùng là cô sinh viên năm 2 trẻ trung tiết lộ rằng cô cũng đã nợ tới 20.000 đô la. Và để có thể đi đến được bất kỳ chỗ nào trong ngành của mình, cô biết bản thân cần phải có bằng thạc sĩ hoặc tiến sĩ. Cô gái lo lắng về cuộc chơi mà cô đã dấn thân, về việc liệu tấm bằng có đáng giá với khoản nợ học hành mà cô đang mang không. Ngọn lửa cũ trong tôi bắt đầu được nhen nhóm trở lại. Xã hội kiểu gì mà lại đòi hỏi tất cả mọi người phải sống dựa vào một thứ không chắc chắn, không đáng tin cậy và hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát như vậy? Cái xã hội kiểu gì mà lại biến những con người trẻ trung thành các con nợ thế kia? Tôi hỏi thử xung quanh xem người ta có biết về cuốn Kế hoạch quản lý tài chính cá nhân không? Lời đáp có vang lên đa phần từ những người có mái tóc pha sương, còn những người không biết đều thuộc lớp trẻ dưới 30 tuổi. Biết rằng kế hoạch quản lý tài chính cá nhân đã giải thoát cho một thế hệ. Tôi nghĩ có lẽ nó có thể giúp một thế hệ nữa phá bỏ lời nguyền của văn hóa tiêu thụ. Và cứ thế, tôi tự nhiên muốn trao cho họ món quà đáng giá giữa khoảng thời gian mang tính quyết định. Đó là lúc tôi tìm thấy những người trẻ tuổi giúp tôi hiểu được hoàn cảnh và nhân sinh quan của họ. Và rồi tôi khám phá ra ý tưởng độc lập tài chính, nghỉ hưu sớm đã lan tỏa đến đâu. Cùng với sự động viên rất lớn từ bạn bè, tôi tiến hành công việc một cách cẩn thận để cập nhật phiên bản cổ điển sao cho nó mang hơi thở của thời đại hơn. Vì lý do đó mà ấn phẩm tái bản này ra đời. Đối với những ai từng đọc bản gốc, hãy yên trí rằng không có gì trong bộ khung xương của chương trình bị thay đổi cả. Và tất cả các ý tưởng mà bạn từng yêu thích vẫn nằm trong này. Thời đại đổi thay. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng các bạn sống trong thời khắc hoàn toàn khác biệt so với thời đại của Joe Dominguez, Vicki Robin và tôi, khi chúng tôi là những người độc lập tài chính. Những người sinh sau Thế chiến thứ hai, bước vào đời với thế giới ổn định do cha mẹ họ, những người sống sót sau thời kỳ đại suy thoái và Thế chiến thứ hai tạo ra. Các văn bản của chính phủ như đạo luật thuế thu nhập cá nhân lũy tiến hay luật tái điều chỉnh quân nhân đã cho phép hình thành giai cấp trung lưu và ý thức gắn kết xã hội. Đối với những người trong độ tuổi lao động của thế kỷ thứ 21, bức tranh doanh nghiệp đã thay đổi. Lương hưu là nỗi thống khổ về sự chết chóc và ý nghĩ nghỉ hưu chỉ là giấc mộng viển vông cho cả người trẻ lẫn người già. Gần 20% người Mỹ trên 65 tuổi chỉ sống dựa vào an sinh xã hội, với hơn 50% số họ có một nửa nguồn thu nhập tới từ đó. Những người trẻ tuổi quăng mình vào thế giới nơi tấm bằng đại học không đảm bảo đủ nguồn thu nhập để trả hết nợ, nơi mọi người, bất kể công việc của họ có là gì, đều ở chung trong lớp học mang tên tự thân vận động. Ngày nay, hơn bất cứ thời điểm nào trong lịch sử, các quy tắc cũ trở thành dòng chảy xuôi trèo, đủ để đưa bạn thoải mái đến bất kỳ đâu bạn muốn, nơi chốn, nghề nghiệp, cuộc sống cá nhân và mục đích cuộc sống. Bất kể xuất phát điểm của bạn ở đâu, điều này khá đáng sợ và thú vị nữa. Mọi người từ mọi nẻo đường đời đang định hướng theo tốc độ thay đổi nhanh chóng, và một số người làm tốt hơn những người khác, thích nghi với thế giới mới. Thế hệ mới trong thời đại mới đang làm tốt ra sao? Tôi tò mò. Vì thế tôi nói chuyện với những người trong độ tuổi 20 và 30 mà tôi gặp bất cứ nơi đâu. Tôi tổ chức các nhóm tập trung, tôi quan sát các nhóm trên Reddit và Facebook. Tôi ngạc nhiên và ấn tượng nữa. Những người tôi gặp đã tích hợp lời hứa bị quên lãng về giấc mơ Mỹ xa xưa vào trong cuộc sống của họ. Thiết kế cuộc sống không xoay quanh nấc thang thành công mà được bao quanh bởi ý nghĩa, khả năng sáng tạo và sự linh hoạt. Bên cạnh bằng cấp truyền thống, nhiều người tiếp thu kiến thức từ đa dạng các kênh khác nhau, chương trình đào tạo nghề, hội thảo phát triển kỹ năng, trường cao đẳng cộng đồng, nhưng nhận bằng của các trường đại học có tiếng sau khi tốt nghiệp, khóa học trực tuyến, thực tập. Khái niệm gap year trở nên phổ biến hơn. Tỷ lệ người không làm việc theo kiểu truyền thống mà thao tác trên máy tính, cũng như lượng người mở quầy hàng trong không gian sáng chế, maker space, trong các tiệm cà phê và cả trên những chiếc giường bừa bộn đang tăng lên. Chúng ta không bao giờ biết được liệu họ đang tiến bước lớn tiếp theo trong đời hay chỉ đang nhón bước chân kế tiếp. Họ tạo ra các mạng lưới, nhóm, công ty khởi nghiệp và xây dựng tài năng trên bước đường họ đi. Họ nghỉ ngơi để đi du lịch, sinh con hoặc tự ngẫm về cuộc đời nếu có túi đồ nghề là các kỹ năng linh hoạt mà xã hội cần. Không chỉ có vậy, những người sinh ra trong khoảng thời gian 1946-1980 học hỏi từ những người trẻ cách định hướng theo sự thay đổi trong môi trường làm việc. Dưới đây là vài câu chuyện về những người trẻ tuổi đầy sáng tạo và cũng dễ thích nghi này. Brandon là con út trong gia đình có 6 người con. Gia đình anh hỗ trợ cho người anh cả vào đại học, nhưng họ thiếu vài nghìn đô la mỗi học kỳ. Để bù đắp cho khoản thiếu hụt đó, người anh cả đã làm nhân viên tiếp thị trong chuỗi cửa hàng thực phẩm quốc gia. Vào lúc Brandon tốt nghiệp trung học, người anh cả vẫn làm việc tại cửa hàng đầu mối đó với mức lương không đổi. Đại học, bằng cử nhân và nợ dường như không đáng. Vì thế, Brandon xin đi làm luôn với công việc phụ giúp ở trang trại và lái xe cẩu. Anh tiết kiệm đủ tiền để đi học sửa chữa ô tô tại trường nghề trong kỷ nguyên hệ thống điện toán, mục tiêu kiếm được 40 đô la trên một giờ. Chris có tấm bằng kỹ sư, trả xong tiền nợ đại học trong vòng 1 năm, làm việc tại công ty hàng không vũ trụ tầm cỡ. Anh tiết kiệm đủ tiền để nghỉ 1 năm tham gia hoạt động công ích và đi du lịch. Cuối năm, anh quay trở lại làm việc trên cương vị mới đầy thú vị với khoản tiền lương khá lớn. Melody là nhân viên hỗ trợ khách hàng tại cửa hàng cho thuê xe. Cô tiết kiệm tiền để đi học điều dưỡng tại chương trình cao đẳng 2 năm. Từ đây, cô thấy được lĩnh vực mà bản thân muốn được đào tạo thêm để tiến cao hơn trong ngành y tế. Và sẽ mất bao lâu để cô leo lên được vị trí mới với hệ số lương mới để trả hết khoản phí cho tấm bằng. Naomi tham gia chương trình dự bị đại học mang tên Running Start khi còn học trung học. Cô học xong 1 năm cao đẳng, sau đó học năm thứ 2 tại trường cao đẳng cộng đồng trước khi chuyển sang trường đại học để hoàn thành tấm bằng cử nhân công tác xã hội. Cô đã thực hiện tất cả những việc đó mà không tăng thêm khoản nợ học phí. Nhiều sinh viên Mỹ đã tối ưu hóa tiềm năng của mình. Hoàn thành 2 năm cao đẳng khi còn học trung học thông qua chương trình dự bị đại học Running Start. Nhiều người lớn tuổi vẫn thuộc nhóm lực lượng lao động cũng tiến hành kiểu làm việc linh động và đầy sáng tạo này. Bác sĩ trở thành thợ mộc trở thành kiến trúc sư, người làm công tác xã hội trở thành nông dân, người yêu thích nghệ thuật từ bỏ công việc văn phòng và trở thành quản lý tour du lịch các bảo tàng nghệ thuật vĩ đại của châu Âu. Nhà nghiên cứu sinh học từ bỏ phòng thí nghiệm để dẫn mọi người đi khám phá tự nhiên trong nhiều khu rừng già còn sót lại của thế giới. Giáo viên thì thành chuyên gia vật lý trị liệu massage. Quân nhân áp dụng kiến thức được huấn luyện trong quân đội vào một loạt các ngành nghề sau khi giải ngũ. Một số ngành đòi hỏi kỹ thuật cao và có lương thưởng hậu hĩnh. Nhiều người tìm được niềm đam mê và con đường đi từ khi còn trẻ. Có thể là nhà hoạch định tài chính, chuyên viên môi giới bất động sản, bác sĩ, giáo sư, vân vân. Và họ dành cả đời để đi làm công việc ấy. Nhưng theo khảo sát của cơ quan thống kê lao động, rất nhiều người khác di chuyển theo hướng zigzag với hàng tá công việc, đi lên, đi ngang, đi xuống, họ luôn chuyển động. Vậy còn hơn 50% người có khoản thu nhập 1/2 nhận từ trợ cấp xã hội. Những người nghĩ thời điểm tốt sẽ không bao giờ đến, luôn thất bại trong việc tiết kiệm và lập kế hoạch thì sao? Họ thích nghi thông qua việc kéo dài 5 tháng làm việc, có lẽ cho đến lúc chết. Những người khác mua nhà nhỏ hơn hoặc chuyển đến ở gần con cái nhằm giảm gánh nặng phải thuê người làm giúp những việc quanh nhà. Nhiều người tận dụng dịch vụ công, các buổi chiêu đãi hay hoạt động miễn phí. Họ tham gia vào cộng đồng, vui vẻ với công tác tình nguyện, đồng thời học hỏi từ thế hệ trẻ. Họ cũng tham gia đóng góp vào nền kinh tế bằng cách làm thợ sửa chữa, viết blog, hoặc cho thuê nhà trên Airbnb. Thị trường cộng đồng đặt và cho thuê phòng căn hộ có trụ sở tại California. Chuyển thứ tài sản duy nhất mà họ sở hữu, ngôi nhà, thành nguồn thu nhập. Cho dù bạn đang là sinh viên năm cuối, là nhân viên bậc trung hay là người sắp về hưu, các công cụ trong cuốn sách này có thể hỗ trợ bạn ở bất cứ giai đoạn nào của cuộc đời, bất kể kinh nghiệm của bạn có nhiều tới đâu. Cuốn sách này dành cho ai? Chương trình này phát huy hiệu quả với bất kỳ cá nhân nào kiếm ra tiền hoặc tiêu tiền, không phải vì ai cũng có thể trở nên giàu, mà bởi vì ai cũng có khả năng khám phá xem bản thân họ coi bao nhiêu là đủ và đạt tới điều đó. Chương trình này giúp bạn chuyển hóa mối quan hệ với tiền, và mỗi người chúng ta đều có mối quan hệ như thế. Thực tế thì đủ chính là lời hứa đảm bảo mà kế hoạch quản lý tài chính cá nhân của bạn mang tới cho mọi độc giả. Cuộc đời không chỉ có duy nhất một đường chân trời, không có điểm kết thúc. Bất kể bạn có bao nhiêu thì bạn vẫn bị điều khiển bởi lời thì thầm, càng nhiều càng tốt, hỏng biến nó thành trò chơi của bạn. Tham lam là một trong vô vàn đường gân của trái tim con người, và nó có thể trở thành thứ đóng góp vị trí quan trọng trong bản năng sống còn. Nhưng nếu không được kiểm soát bởi cảm giác ngay thẳng, cân bằng và tình yêu thương, nó sẽ moi móc hết khả năng biết tận hưởng của chúng ta. Định nghĩa được thế nào là đủ đòi hỏi bạn phải tự trả lời được những câu hỏi quan trọng và thích đáng sau đây. Điều gì làm bạn hạnh phúc? Điều gì quan trọng nhất đối với bạn? Giá trị nào là thứ bạn không bao giờ thỏa hiệp? Nếu có 1 triệu đô ngay bây giờ, bạn sẽ dùng thời gian của mình như thế nào? Điều gì mà bạn có thể bỏ đi để khiến bản thân vui vẻ hơn? Bạn có bao giờ dành dụm đủ tiền để về hưu không? Nếu hôm nay có ai đó xóa sạch nợ cho bạn, liệu bạn có lại tiếp tục chôn mình trong cái hố đó không? Có thì bằng cách nào, và không thì bằng cách nào? Người nhận giải thưởng Nobel và đồng thời là tác giả sách bán chạy nhất Daniel Kahneman, khi nghiên cứu về tiền và hạnh phúc, đã phát hiện ra rằng vượt lên trên mức độ nhận định của sự đủ đầy ở Mỹ thường là khoảng 75.000 đô la Mỹ một năm. Nhiều tiền hơn nữa cũng không mua được hạnh phúc. Trong các buổi hội thảo đầu tiên vào những năm 1980, chúng tôi đã thu thập dữ liệu từ người tham gia và phân tích ngay để phản hồi lại kết quả cho họ. Sử dụng giấy và bút chì, bởi thời đó, cách giai đoạn phát minh ra máy tính xách tay rất xa. Khi xét mối tương quan giữa thu nhập của người tham gia với câu hỏi bao nhiêu tiền sẽ khiến bạn hạnh phúc, hầu hết mọi người đều nói thêm 50% so với những gì tôi hiện có. Khi được hỏi về chỉ số hạnh phúc trên thang đo từ 1 đến 5, không có sự khác biệt đáng kể nào giữa những người thu nhập cao nhất và thấp nhất. Bạn có thể nghe thấy một tiếng chuông ảo não vang lên khi nhận ra người đứng ở hàng trước có lẽ có nhiều thứ khiến cho bản thân hạnh phúc mà thực ra chẳng có sự khác biệt nào cả. Dữ liệu này gợi ra rằng mối quan hệ tỉnh táo, rõ ràng, mạnh mẽ với tiền chính là chìa khóa của thành công, chứ không phải con số. Số đồng đô la rút ra từ hư không và đặt làm mục tiêu. Khi kế hoạch quản lý tài chính cá nhân xuất bản lần đầu tiên vào năm 1992, đã có vài cuốn sách đề cập đến tiền và hạnh phúc theo những cách thực dụng. Giờ đây, có hàng trăm ngàn người hướng tới mục tiêu độc lập tài chính, nghỉ hưu sớm. Ở họ dường như cũng có 2 phẩm chất đầy mạnh mẽ sau. Thứ nhất, mục đích sống phải vượt lên trên hoàn cảnh hạn chế hiện tại, bao gồm công việc họ đang làm. Thứ hai, sự sẵn lòng thay đổi, nói lên sự thật, chịu trách nhiệm và bền chí. Những phẩm chất này cũng giống như chất xúc tác, thắp lên ngọn lửa khát khao về độc lập tài chính, nghỉ hưu sớm trong con người vậy. Khi nghiên cứu về sự vận động của xu hướng độc lập tài chính, nghỉ hưu sớm này, tôi đã nhìn thấy trong xương tủy của nó 3 sợi dây: thanh đạm, đơn giản và tự túc. Những thứ đã bện chặt thông qua con người, xã hội và tôn giáo từ hàng ngàn năm. Những giá trị này thu hút con người bằng các phương tiện tài chính đa dạng và xuyên suốt mọi thể chế chính trị, văn hóa hay địa tầng địa chất. Người Công giáo thấy được những lời dạy của Chúa Giêsu trong các trang sách này. Các Phật tử cũng nhìn thấy lời Phật. Những người không theo đạo cũng thấy được tính hợp lý đáng tin cậy của chương trình này. Chẳng có ai nhìn nhận về tiền bạc giống hệt nhau, nhưng họ dường như thuận theo một vài xu hướng nhất định. Không có một con đường duy nhất để mọi người cùng đi. Nhưng nếu ta biết người khác đang làm gì thì thật tốt. Tôi gọi các nhóm này là ninja, người theo chủ nghĩa tối giản và người tự làm mọi thứ. Ninja, những ninja tài chính cá nhân thích vận hành con số, tối ưu hóa hệ thống, khai thác các ngóc ngách, nghiên cứu blog tài chính cá nhân, làm xáo trộn lĩnh vực đầu tư, tấn công hệ thống để được bay miễn phí hoặc ở khách sạn miễn phí. Nhóm này phân tách nhỏ hơn thành hai nhóm, thanh đạm chuyên nghiệp, thích mặc cả, có thể khuyến mại, ưa thích hàng dùng thử hoặc giảm giá, siêu tiết kiệm, thích giữ lại quá nửa tiền lương tháng trước để tiết kiệm. Tiết kiệm tiền là môn thể thao đại chúng ở Mỹ. Người theo chủ nghĩa tối giản. Tối giản ở đây không chỉ nói về tiền, mà nó còn mang ý nghĩa là dọn sạch mọi vật cản để tới được phần tinh túy nhất của cuộc sống. Đó là những người tin theo lối sống đơn giản của Thoreau, thường chọn tối ưu hóa trải nghiệm chứ không phải vật chất. Họ tối giản mọi vật để tập trung vào những thứ phi vật chất nhưng đáng giá hơn, sự an yên, tâm hồn. Ta có thể gọi họ bằng cái tên tâm hồn tràn trề. Sự tối giản là giá trị trường tồn của trường phái này kể từ trước khi chủ nghĩa thực dân xuất hiện và tới giờ vẫn vậy. Người tự làm mọi thứ. Tiền không phải là vấn đề. Thế giới vật chất bộn bề chính là nơi ẩn chứa mọi niềm vui. Xây dựng, làm ruộng, sửa đồ, chế tác đồ vật, nấu nướng, làm vườn, thiết kế, vẽ vời hoặc sáng chế. Không giống với người theo chủ nghĩa tối giản, người tự làm mọi thứ coi đồ vật lộn xộn xung quanh là một phần của quá trình sáng tạo. Đây là những người theo chủ nghĩa duy vật chất có ý thức, tạo ra mọi điều tốt nhất từ những thứ rác rưởi nhất trong cuộc sống. Thái độ tôi có thể làm được cũng tương tự như câu nói, dễ như ăn bánh vậy. Không nhất định phải xác định bản thân muốn chuyển hóa quan hệ với tiền theo kiểu nào trong ba kiểu trên mới vượt qua được quán tính rồi bước tiếp về phía trước. Nhưng bạn phải muốn một viễn cảnh tốt hơn hiện trạng này. Mọi người thành công đều có điểm chung là tinh thần trách nhiệm, sự tự nhận thức về bản thân và chuyển giao quyền lực. Họ thường làm theo từng bước. Rùa và thỏ. Trên con đường tiến tới độc lập tài chính, mọi người thường di chuyển với tốc độ nào? Với mỗi người lại là một câu trả lời khác nhau. Tôi gọi đó là giải băng tần từ rùa đến thỏ. Rùa sử dụng chương trình một cách chậm rãi, từ từ và đầy nguyên tắc, tự rút mình ra khỏi hố sâu nợ nần, chi tiêu vừa phải và xây dựng thói quen tiết kiệm bằng việc đảm bảo đến độ tuổi trung niên nhất định sẽ có thể về hưu. Họ không quan tâm đến việc bản thân thành công sớm ra sao. Họ để ý tới con đường bản thân xây dựng gia đình và toàn tâm phục vụ cộng đồng cũng như sếp của họ và ghé thăm tất cả các công viên quốc gia. Thỏ thích tốc độ và thường thiết lập mục tiêu độc lập tài chính ở tuổi 30. Với họ, việc vạch ra hạn chót sẽ mang tính khích lệ, giống như khi chạy nước rút về đích vậy. Càng nhìn thấy nhiều thứ, họ càng tiết kiệm được nhiều hơn và sớm được tự do hơn. Và thường mỗi tháng họ sẽ trích ra thêm phần trăm lương để bỏ ống heo. Mặt khác, họ tha thiết mong bạn bè và bạn đời kiên nhẫn hơn, chú ý đến họ nhiều hơn. Nói chung, bất kể bạn thuộc kiểu người nào, chìa khóa ở đây là hãy bắt đầu và tiếp tục bước tiếp. Đúng vậy, vạch xuất phát của mỗi người không giống nhau. Có một loạt những đặc quyền nhất định và các nhân tố như môi trường giáo dưỡng, chủng tộc, giới tính có thể khiến quá trình này trở nên khó khăn hơn hoặc thuận tiện hơn với các nhóm khác nhau. Tuy vậy, cho dù giấc mơ của bạn là được đi du lịch khám phá, là tạo ra sự khác biệt, là gắn kết mối quan hệ yêu đương và tình cảm gia đình, là nhận thức về bản thân và có được sự siêu việt, thì sức mạnh giấc mơ của bạn cũng cam kết mãnh liệt sẽ dẫn bạn tiến lên. Thông qua hàng ngàn phản hồi của những người hâm mộ, chúng tôi biết được vài cách khiến cuộc đời của nhiều người trở nên giàu có nhờ làm theo chương trình này. Họ cuối cùng đã hiểu được những kiến thức cơ bản về tiền. Ở khía cạnh dễ nhận thấy, họ cân đối được các khoản nợ, tăng số tiền tiết kiệm và có thể sống hạnh phúc trong mức cho phép. Họ kết nối lại với những giấc mơ cũ rồi tìm cách nhận diện chúng. Với ý thức tự do và khoáng đạt, họ nhận ra cách phân biệt giữa điều cần thiết và điều dư thừa trên mọi phương diện cuộc sống cũng như cách tự giải thoát bản thân. Trung bình, mọi người ở mọi cấp độ thu nhập có thể giảm được chi tiêu khoảng 25% và hầu hết họ cảm thấy hạnh phúc hơn, kể cả khi thu nhập có giảm đi đôi chút. Họ nhận ra mối quan hệ với bạn đời và con cái đã được cải thiện. Toàn vẹn tài chính mới giải quyết được nhiều xung đột nội tâm giữa giá trị và lối sống của chính họ. Tiền không còn là vấn đề trong cuộc sống của họ nữa, và cuối cùng họ cũng dùng lý trí và cảm xúc để xử lý các vấn đề quan trọng hơn. Họ tăng lượng thời gian rảnh rỗi bằng cách giảm chi tiêu và giảm thời gian cho công việc. Họ ngưng tạo ra thêm rắc rối, thay vào đó biến thách thức thành cơ hội để học kỹ năng mới. Nói chung, họ làm liền được hố sâu ngăn cách giữa tiền và cuộc sống trở nên trọn vẹn. 4 kiểu FI. Chương trình này được thiết kế để giải thoát tâm trí và cuộc sống của bạn khỏi kiếp nô lệ của văn hóa tiêu dùng. Bạn không chỉ nhìn ra chiến lược khác biệt, bạn sẽ suy nghĩ khác biệt. Chúng tôi gọi đó là kiểu suy nghĩ độc lập tài chính, thứ mà từ lâu đã luôn có ý thức và luôn thắc mắc về dòng tiền trong cuộc đời bạn. Chỉ bằng cách đọc cuốn sách này, suy nghĩ độc lập tài chính sẽ khởi phát trong cuộc đời bạn. Và còn hơn thế nữa, thực hiện theo các bước đơn giản đã được vạch ra ở đây sẽ thay đổi mối quan hệ của bạn với tiền. Bạn sẽ thành thục 4 kiểu FI sau: trí tuệ tài chính FI1, toàn vẹn tài chính FI2, độc lập tài chính FI3 và phụ thuộc lẫn nhau về tài chính FI4. Tất cả những điều trên sẽ tuôn chảy một cách tự nhiên từ việc áp dụng các công cụ này tới việc dòng tiền và vật chất chảy trong suốt cuộc đời bạn. Trí tuệ tài chính. Trí tuệ tài chính là khả năng bước ra khỏi sự suy đoán và cảm xúc của bản thân về tiền, rồi quan sát chúng dưới con mắt khách quan. Tiền có thực sự mua được hạnh phúc không? Có phải mọi người thực sự đang làm việc để kiếm sống không? Tiền có thực sự là nỗi sợ hãi hay khao khát, niềm yêu thích hay sự ghét bỏ? Nếu tôi bán phần lớn thời gian của mình đổi lấy tiền, liệu tôi có được an tâm không? Đạt được trí tuệ tài chính sẽ bắt đầu bằng việc biết bạn có gì để thể hiện. Bạn đã kiếm được bao nhiêu tiền? Bạn đã tiêu bao nhiêu? Nhưng chừng ấy thôi chưa đủ. Bạn cần biết tiền thực sự là gì và bạn đang đánh đổi thứ gì trong cuộc đời để đổi lấy tiền. Một kết quả dễ thấy của trí tuệ tài chính là bạn thoát khỏi cảnh nợ nần và có ít nhất 6 tháng tiền chi tiêu cơ bản trong ngân hàng, trong trường hợp bạn không đi làm kiếm tiền nữa. Nếu bạn làm được theo chương trình được trình bày trong sách, nó sẽ dẫn bạn tới trí tuệ tài chính theo cách thức thật khó mà lý giải được. Toàn vẹn tài chính. Từ điển định nghĩa từ toàn vẹn là một gắn chặt với quy tắc của một giá trị đạo đức hay nghệ thuật đặc biệt nào đó. 2. Tình trạng không yếu đuối, sự lành mạnh. 3. Giá trị hay trạng thái của sự hoàn thiện và không thể chia tách được, sự hoàn hảo. Bạn sẽ đạt được toàn vẹn tài chính nhờ việc nhận ra tầm ảnh hưởng thực sự của thu nhập và chi tiêu đối với chính gia đình mình và cả hành tinh này nữa. Bạn biết được bao nhiêu là đủ và hàng hóa vật chất là gì. Điều này giúp cho bạn đứng ở trên đỉnh cao của đường cong hoàn thiện, sẽ được làm rõ hơn ở phần sau. Và thứ gì là dư thừa, hỗn tạp. Mọi khía cạnh của cuộc sống tài chính sẽ song hành với giá trị của bạn. Nếu bạn thực hiện theo chương trình được trình bày trong sách, nó sẽ dẫn bạn tới toàn vẹn tài chính theo cách thức thật khó mà lý giải được. Độc lập tài chính. Độc lập tài chính bao gồm nhiều vấn đề chứ không chỉ riêng thu nhập an toàn. Nó cũng bao gồm việc đứng vững trước những niềm tin tài chính sai lệch, nợ nần chồng chất và cả sự thất bại trong việc quản lý những thứ tiện dụng hiện đại. Độc lập tài chính là tất cả mọi thứ giải phóng bạn khỏi sự lệ thuộc vào tiền khi giải quyết cuộc đời mình. Phụ thuộc lẫn nhau về tài chính. Khi theo suốt lộ trình này, bạn sẽ nhận ra thứ độc lập mà bản thân khao khát chính là sự tách biệt khỏi những thói quen cố hữu, công việc, các mối quan hệ, thói suy nghĩ, chứ không phải bất cứ thứ gì khác. Giây phút hạnh phúc nhất xuất phát từ tình yêu và sự đóng góp. Và ta muốn dành thêm nhiều thời gian cho những thứ khiến cuộc đời trở nên có ý nghĩa. Sự phụ thuộc lẫn nhau, làm cho nhau, nhận được từ người khác, tạo ra cho người khác là một phần của những điều khiến ta giàu có. Sự phụ thuộc lẫn nhau cũng chính là nhân tố của cuộc sống. Chúng ta đều phụ thuộc vào sự cung ứng của thế giới tự nhiên. chúng ta đều phụ thuộc vào những cơ sở vật chất chung, từ đường xá tới sân bay, tới thư viện, tới các mạng lưới an toàn xã hội hay tới chính tiền bạc để sống. Chúng ta nổi lênh bênh trên cả biển kết nối. Thực tế, sau khi đạt được độc lập tài chính, hầu hết mọi người khi đã có đủ thời gian nghỉ ngơi và theo đuổi những giấc mơ lâu dài, lại muốn dành thời gian giúp biến thế giới thành nơi tốt đẹp hơn. Điều mới trong ấn bản này. Tôi đã sửa đổi hàng ngàn chỗ trong ấn bản trước của cuốn sách này để phản ánh tình hình thực tại, và có 2 chương đã được chỉnh sửa tương đối. Sự xuất hiện của điện thoại thông minh và thế giới blog hay vô số công cụ mạng hỗ trợ việc mua sắm và đầu tư đòi hỏi nội dung sách phải cập nhật sâu. Tôi đã nêu trong chương 6, Giấc mơ Mỹ với ngân sách hạn hẹp. Tuy vậy, phần bỏ đi nhiều nội dung cũ và viết lại chương 9, bắt đầu dồn tiền cho sự tự do tài chính lâu dài từ đâu. Chiến lược đầu tư đã phát huy tác dụng với Joe và những người khác 25 năm trước, giờ không còn là cách duy nhất hay tốt nhất để tạo ra dòng thu nhập thụ động nữa, với sự đóng góp từ nhiều đồng nghiệp tuyệt vời trong lĩnh vực đầu tư. Chương 8 hiện đã thể hiện một loạt các chiến thuật mà những ai theo đuổi độc lập tài chính, nghỉ hưu sớm sẽ sử dụng, vẫn dựa trên nền tảng cũ là nghĩ cho bản thân. Độc giả từng đọc các ấn bản trước cũng sẽ nhận ra một công cụ hoàn toàn mới, trò chuyện tiền bạc. Chương trình 9 bước tập trung vào điều mà các cá nhân có thể làm để giải thoát bản thân khỏi vòng kiềm tỏa của việc đi làm và chi tiêu. Không ai ngoài bạn có thể đảm nhận trách nhiệm chuyển hóa mối quan hệ của chính bạn với tiền. Tuy vậy, đối với Joe và tôi cũng như nhiều người trong các bạn, sự hỗ trợ về mặt xã hội là nhân tố then chốt to lớn để ta đứng dậy và thay đổi. Trong đoạn kết mới của từng phần, tôi giới thiệu phương pháp trò chuyện tiền bạc đơn giản. Đây là cách thức đã được chứng minh tính hiệu quả khi nói chuyện với bạn bè và người lạ về những nội dung lớn, và tiền là một trong những nội dung lớn nhất. Trong mỗi chương, tôi sẽ cung cấp vài câu hỏi mà bạn có thể đặt ra trong những cuộc đối thoại. Cho dù là cuộc đối thoại viết cho nhật ký riêng hay cuộc trò chuyện với người thân yêu hoặc theo nhóm, khi chúng ta nói chuyện với người khác về giấc mơ, sự bối rối, nỗi sợ hãi và các câu hỏi còn tồn đọng, sự thay đổi sẽ xuất hiện. Hãy bắt đầu chuyển hóa. Tôi hy vọng việc đọc phần giới thiệu này đã kích thích bạn muốn biết thêm về chương trình 9 bước. Ví dụ như niềm khát khao thay đổi sẽ khiến bạn bắt đầu bước đi đầu tiên. Tôi mong sự tò mò của bạn đã bị khêu gợi. Sự tò mò sẽ giữ cho bạn bước tiếp. Tôi hy vọng bạn thêm tin rằng bản thân có thể thay đổi tương lai. Tiếp theo, hãy đọc cuốn sách từ đầu đến cuối. Sau đó, quay trở lại chương 1 và bắt đầu hành trình từng bước tiến về phía biến đổi mối quan hệ của bản thân với tiền và đạt được sự độc lập tài chính. Với những độc giả quen thuộc, xin chào mừng các bạn đã trở lại. Và với những độc giả mới, chào đón các bạn làm quen với bộ công cụ đã giải phóng hàng trăm ngàn người. Tôi thật tâm hy vọng bạn sẽ là một trong số họ. Thế giới cần bạn thể hiện và tiếp tục giấc mơ của chính bạn. Hết giới thiệu phiên bản mới. Chương 1. Cạm bẫy đồng tiền, con đường cố thủ của đồng tiền. Tiền, cạm bẫy tế nhị. Tiền hay mạng? Bạn sẽ làm gì nếu ai đó dí súng vào mạn sườn bạn và nói những lời đó? Hầu hết chúng ta sẽ thỏ tay móc ví ra. Lời đe dọa có tác dụng bởi chúng ta đánh giá cuộc sống cao hơn giá trị đồng tiền. Phải vậy không? Rachel Zess làm việc 70 tiếng một tuần ở cương vị một nhân viên kinh doanh thành công. Nhưng điều đó chưa phải là tất cả. Cô cho biết, sau khi đọc những cuốn sách như The Poverty of Affluence của Paul Wachtel, tôi nhận ra mình không chỉ thấy thiếu một cái gì đó. Tôi bắt đầu nói chuyện với nhiều người và nhận ra họ cũng thường xuyên cảm thấy xuống tinh thần tương tự vậy. Đoạt được giải thưởng là một căn nhà ấm áp, thoải mái với đầy đủ đồ trang hoàng, nhưng vẫn có cảm giác, thế thôi ư? Liệu tôi có phải cứ tiếp tục làm việc, sau đó nghỉ hưu, kiệt sức, để rồi bị hất cẳng vì già cỗi? Rồi sau đó, không làm gì cả ngoài việc cố gắng tiêu hết số tiền đã dành dụm được và uổng phí thời gian cho tới khi lìa xa cõi đời. Tình yêu của John M. từng là âm nhạc, thế nhưng anh phải dành phần lớn cuộc đời cho công việc xử lý số liệu. Tuy anh đã cố gắng làm tất cả, nhưng vẫn phải từ bỏ hy vọng rằng âm nhạc và cuộc sống có thể cùng sánh đôi. Không chắc chắn lắm về ý nghĩa của việc trở thành một người đàn ông, anh giả định rằng tất cả đều là cạm bẫy của tuổi mới lớn. Và anh chờ đợi một ngày nào đó, chúng sẽ mang anh chạm đến ngưỡng trưởng thành. Anh tốt nghiệp đại học và lấy vợ, có kỹ năng, có công việc, có xe hơi, có nhà, có khoản thừa kế và có một bãi cỏ để cắt tỉa. Tuy vậy, thay vì cảm thấy được sống như một người đàn ông hạnh phúc, anh lại thấy mình đang giãy giụa trong cái bẫy ngày càng siết chặt. Eleanor H. chán ghét công việc lập trình viên máy tính của mình. Cô làm việc ở mức tối thiểu chỉ để giữ được công việc và không bị sa thải. Cô cũng tích lũy cho mình rất nhiều biểu tượng chứng minh cho sự thành công: chiếc xe hơi thể thao, căn nhà vùng thôn dã. Nhưng chúng hầu như không thể bù trừ cho sự chán nản của cô đối với công việc. Cô đi du lịch và tham gia vào nhiều hội thảo đa dạng, nhưng tuyệt nhiên không có một đặc ân nào đủ sức phá tan sự ảm đạm của cả tuần làm việc. Cuối cùng, cô quyết định coi đây là phần còn lại của cuộc đời mình, rằng công việc sẽ cắn xé phần cốt lõi của cuộc đời cô. Christy và chồng là mẫu người điển hình của mô hình hai thu nhập, không con cái. Với công việc kỹ thuật lương cao, họ đều trẻ trung, giàu có và sở hữu ngoại hình ưa nhìn. Còn thiếu gì nữa mà không hoàn hảo. Nhưng rồi Christy chứng kiến cảnh người đồng nghiệp suy sụp vì căng thẳng và tưởng như chết ngay trên bàn làm việc. Ở Nhật người ta có hẳn một cái tên cho hội chứng này: Karoshi, chết vì làm việc quá sức. Lúc Christy thấy người này quay lại làm việc một tuần sau đó, làm như chưa từng xảy ra chuyện gì, cô hiểu rằng có một điều gì đó vô cùng sai ở đây. Sau đó quản lý của cô phải nằm viện vì bị huyết khối. Rồi người bạn thân nhất của cô bị đuổi việc. Christy bắt đầu phải uống thuốc giảm chứng lo sợ và hay giật mình thức giấc lúc 3 giờ sáng vì căng thẳng. Cô nghĩ mình không thể tiếp tục thêm nữa, thật không đáng. Nicole nghe theo lời của cha mình, ông vốn là luật sư và khuyến khích cô học nghề có chuyên môn, không tính toán đến chi phí. Bởi lẽ nghề đó sẽ giúp cô thừa sức chi trả khoản tiền đã bỏ ra. Vì vậy, Nicole học lấy bằng điều dưỡng. Tấm bằng đã tiêu tốn 8 năm dòng và khiến cô nợ hơn 100.000 đô la. Nhưng đó không phải là năm 1969, năm mà cha cô tốt nghiệp trường luật. Đó là năm 2011 và thu nhập của cô sau khi chi trả tất cả các khoản, lương nhân viên, thuê văn phòng và nhân sự cao cấp, bảo hiểm và chi phí đào tạo chuyên sâu, thì không đủ để cô trả kịp món nợ đó so với tốc độ gia tăng của lãi suất. Cô dần dần lụi bại. Dù nắm trong tay tấm bằng thuộc một trong những ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng hàng đầu, cô thú nhận với một người bạn rằng mình không nghĩ là mình sẽ trả được hết nợ. Một người bạn cũ của Brian tên là Kevin tới chơi nhân tiện lúc ghé qua thành phố. Thời trung học, Kevin là một cậu học trò khoác ba lô trên vai y như đám bạn cùng trang lứa, không có gì nổi bật. Giờ đây, anh đường đường chính chính xuất hiện trong hàng ngũ những người có thu nhập 6 con số từ mô hình kinh doanh các sản phẩm giáo dục trực tuyến. Brian khai thác thông tin từ Kevin vô cùng chi tiết, bởi anh muốn hỗ trợ gia đình, muốn được làm người cha chỉ ở nhà, dạy mọi người các phương pháp hiệu quả. Và thực chất, anh muốn có một phương cách sinh lời dễ dàng và nhanh chóng. Anh thèm muốn điều mà dường như đang hiện hữu trong Kevin. Tuy nhiên, khi tình hình kinh doanh giáo dục trực tuyến đang vướng phải bước khởi đầu trì trệ, bất kỳ ai cũng có thể ghép nối một vài dịch vụ trang web và có được vài sinh viên trả tiền học phí. Thành công không phải là điều nói trước được, vì thế Brian dành tiền để học hỏi từ những người tốt nhất, đầu tư thêm tiền để mua những công cụ tốt nhất, và rồi làm việc thiết lập và tiến hành kinh doanh tiêu tốn thêm nhiều thời gian hơn dự tính của anh. Cho tới hôm nay, con ngỗng đắt đỏ đó đã không thể đẻ ra những quả trứng vàng. Mặc dù nhiều người thực sự yêu thích công việc của mình, song rất ít người trong chúng ta có thể thành thật nói rằng đời sống công việc của ta là hoàn hảo. Một đời sống công việc hoàn hảo tạo ra đủ thử thách để khiến nó trở nên thú vị, thoải mái vừa đủ để ta tận hưởng, thân mật vừa đủ để ta bồi đắp tinh thần, đoàn kết vừa đủ để đạt hiệu quả, thời giờ vừa đủ để ta hoàn thành công việc, thư thái vừa đủ để ta thấy thoải mái, đóng góp vừa đủ để ta có cảm giác mình là người cần thiết, ngờ ngạch vừa đủ để ta thấy vui và khoản tiền vừa đủ để thanh toán các loại hóa đơn. Kể cả công việc tốt nhất cũng phải đánh đổi thứ gì đó. Tuổi trung niên tới và ta phát hiện ra rằng mình đang sống trong kỷ nguyên của cha mẹ. Hoặc tồi tệ hơn, ta làm công việc hàn răng cho người khác trong vòng 20 năm rồi, bởi vài ba thanh niên lúc 17 tuổi hay chỉ mình tôi nhỉ, khẳng định rằng làm bác sĩ nha khoa là điều tốt nhất trong những lựa chọn hợp lý. Chúng ta dấn thân vào thế giới thực, một thế giới của sự thỏa hiệp, bởi tất cả những thứ cường điệu thổi phồng về đãi cát tìm vàng. Chúng ta quá rệu rã sau một ngày làm việc, đến nỗi việc lết được đến ghế sofa đã là điều tốt nhất có thể. Hầu hết chúng ta đều bám víu càng lâu càng tốt vào khái niệm rằng có một cách sống thú vị hơn, mang lại nhiều thành công và ý nghĩa. Thế nhưng, qua thời gian, khi công việc mà ta đang làm tạo ra cái rãnh hẳn sâu trong cuộc sống và ngày qua ngày đều bộn bề những công việc phải hoàn thành, thì ý tưởng sống một cuộc đời có ích ngày càng trở nên mờ nhạt. Những con người mà bạn sẽ tìm hiểu trong cuốn sách này đã tìm ra lối đi khác. Có một con đường mà ở đó ta sống cuộc đời chân thực, hiệu quả và có ý nghĩa mà vẫn đủ vật chất tiện nghi cần thiết như mong đợi. Có một phương pháp để cân bằng cuộc sống bên trong và bên ngoài, để có một đời sống công việc hòa hợp cùng với đời sống gia đình, đời sống cá nhân, sâu sắc trong sâu thẳm mỗi người. Có một cách thức để thực hiện nhiệm vụ mưu sinh, để rồi cuối cùng bạn cảm thấy tràn đầy sức sống. Có một phương thức tiếp cận cuộc đời để khi được hỏi tiền hay mạng, bạn sẽ nói tôi chọn cả hai, cảm ơn. Không phải chúng ta đang kiếm tiền để sống, mà chúng ta đang kiếm tiền để chết. Tuy nhiên, đối với nhiều người đang đi làm, từ những người yêu thích công việc cho tới những ai chấp nhận công việc một cách miễn cưỡng, dường như không có lựa chọn thực sự giữa tiền bạc và cuộc sống. Việc làm công ăn lương đã chiếm trọn thời gian tỉnh thức của họ, và cuộc sống thực sự chỉ là khoảng thời gian ít ỏi còn lại. Hãy xét đến những người làm công ăn lương thông thường trong bất cứ thành phố đô thị công nghiệp nào. Chuông reo vào lúc 6:45 sáng. Tất cả nam nữ nhân viên thức dậy và thực hiện một loạt công tác chuẩn bị. Kiểm tra điện thoại, tắm, khoác lên người bộ đồng phục chỉn chu. Vài người diện công lê, một số mặc đồ bảo hộ lao động, chuyên viên y tế mặc y phục, công nhân xây dựng mặc quần bò áo phông. Nếu còn thời gian, họ ăn sáng, vớ lấy cốc cà phê và cặp da hoặc hộp đồ ăn, lên xe để chịu đựng trận tra tấn thường nhật mang tên giờ cao điểm, hoặc đi xe buýt hay tàu cao tốc, đồng nghìn nghịt, làm từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều hoặc lâu hơn, đối mặt với cấp trên, đối mặt với đồng nghiệp, những người được lũ quỷ sứ phái đến trần gian nhằm tra đạp bạn, làm việc với nhà cung cấp, làm việc với đối tác, khách hàng, bệnh nhân, thư điện tử trông chất, hoạt động liên hồi, lướt mạng xã hội, giấu giếm nỗi lầm, cười mỉm khi hoàn thành công việc mà bạn cho là khó khăn, thở một hơi dài khoan khoái khi cái búa rỉu mang tên tái cấu trúc hoặc giảm quy mô, hay chỉ đơn giản là cắt giảm nhân sự rơi xuống đầu kẻ khác, ghé vai gánh vác thêm khối lượng công việc, xem đồng hồ, đấu tranh với lương tâm của mình nhưng lại đồng ý với lãnh đạo, cười mỉm thêm lần nữa. Đã 5 giờ chiều, ra lấy xe hoặc bắt xe buýt hay tàu cao tốc để về cho kịp thực hiện những nhiệm vụ cuối ngày, về tới nhà trở thành một con người hết sức bình thường với bạn đời, con cái hoặc bạn cùng phòng. Nấu nướng, đăng tấm ảnh chụp bữa tối lên mạng, ăn, xem một tập phim yêu thích, trả lời bức thư điện tử cuối cùng của ngày, đi ngủ. 8 tiếng đồng hồ nhạt nhẽo, vô vị. Đấy là nếu chúng ta may mắn. Và người ta gọi những thứ đó là kiếm cơm ư? Hãy suy nghĩ về điều đó. Bạn từng thấy bao nhiêu người vào cuối ngày làm việc lại tràn trề sức sống hơn lúc sáng sớm? Liệu chúng ta đi từ nơi kiếm cơm trở về nhà có cảm thấy đúng là mình đang sống không? Chúng ta có phi qua cánh cửa, tinh thần tươi mới và tràn đầy năng lượng, sẵn sàng cho một buổi tối tuyệt vời với gia đình và bạn bè không? Chẳng phải sự thật là đa số chúng ta đang kiếm tiền để chết hay sao? Có phải chúng ta đang giết chết chính mình, sức khỏe, các mối quan hệ tình cảm, cảm giác hạnh phúc và kỳ diệu vì công việc của chính ta? Chúng ta hy sinh cuộc đời mình vì đồng tiền, nhưng điều đó xảy ra chậm đến nỗi ta không hề để ý đến. Những ngôi đền xám xịt, các cầu đố dày đặc song song với những dấu hiệu mơ hồ của tiến trình, chẳng hạn như góc phòng làm việc, chiếc xe hơi của công ty hay nhiệm kỳ công tác, lại là những dấu mốc duy nhất của dòng chảy thời gian. Cuối cùng, Chúng ta có thể có tất cả nhu yếu phẩm, những thứ đẹp đẽ và thậm chí cả nhiều điều xa xỉ mà ta hằng mong ước. Nhưng bản thân sự trì trệ đã khóa chặt chúng ta vào trạng thái làm việc từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Sau cùng thì, nếu ta không làm việc, liệu ta sẽ sử dụng thời gian ấy vào việc gì? Những ước mơ tìm kiếm ý nghĩa và thành quả trong công việc đã phai nhạt bởi những thực tế như chuyên môn, sự quá tải, sự nhàm chán và cả mức cạnh tranh khốc liệt nữa. Cảm giác về sự kỳ diệu mà ta có khi còn nhỏ, cảm giác về sứ mệnh mà ta có khi còn ngồi trên giảng đường đại học, những khoảnh khắc mà tình yêu kết nối trái tim ta với những thứ to lớn và nhỏ nhặt, tất cả đều đã bị lãng quên và nằm dưới lớp băng mang tên thời ta còn trẻ. Ngay cả những người rất yêu thích công việc và có cảm giác mình đang đóng góp công sức hữu ích cũng thấy rằng còn có một lĩnh vực khác rộng lớn hơn mà ta có thể đam mê, lĩnh vực vượt lên trên cái thế giới từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều. Sự hoàn thiện đến từ nơi ta thực hiện công việc yêu thích mà không có bóng dáng của giới hạn hoặc cấm đoán, và không có cảm giác sợ hãi bị sa thải hoặc phải gia nhập vào đội quân thất nghiệp. Đã bao lần ta nghĩ hoặc nói, tôi sẽ làm điều này theo cách này nếu tôi có thể, nhưng thành viên hội đồng của tổ chức Jean lại muốn làm theo cách của họ. Chúng ta đã phải thỏa hiệp ước mơ của mình bao nhiêu lần để duy trì nguồn vốn hay công việc của bản thân. Chúng ta nghĩ rằng mình với công việc là một, ngay cả khi về mặt tài chính, nếu ta có thể quay lưng lại với những công việc hạn chế niềm vui và phá bỏ giá trị của mình. Vì về mặt tâm lý học mà nói, ta thường không thể tự giải thoát bản thân. Chúng ta nhận diện và đánh giá bản thân thông qua công việc mình làm. Công việc đã thay thế gia đình, hàng xóm, các mối quan tâm xã hội, nhà thơ và thậm chí là cả bạn đời để trở thành bổn phận chính yếu, nguồn yêu thương căn bản và là nơi để ta thể hiện bản thân. Hãy tự suy xét điều này ở chính bạn. Hãy nghĩ tới cảm giác của bạn khi trả lời câu hỏi "Bạn làm nghề gì?" bằng câu "Tôi là một". Bạn có cảm thấy tự hào không? Bạn có cảm thấy xấu hổ không? Bạn có muốn nói rằng "Tôi chỉ là một". Nếu vẫn chưa đạt được nguyện vọng của mình, bạn có cảm thấy cao quý hơn không? Kém cỏi hơn không? Bị chỉ trích không? Bạn có nói sự thật không? Bạn có đưa ra chức tước to tát nào đó trong một nghề nghiệp đơn thuần để nâng cao vị thế bản thân? Liệu chúng ta có đo lường giá trị của con người bằng độ dày của đồng lương không? Khi trò chuyện với nhau lúc họp lớp cấp 3, chúng ta kín đáo đánh giá thành công của bạn bè theo cách nào? Ta có hỏi liệu những bạn cùng lớp ấy sống thoải mái, sống thực với giá trị của họ không? Hay ta hỏi xem họ làm ở đâu, làm ở vị trí nào, sống ở đâu, đi xe gì và cho con cái theo học trường đại học, cao đẳng nào? Đó là những biểu tượng dễ nhận diện của thành công. Cùng với nạn phân biệt chủng tộc và giới tính, xã hội của chúng ta có một thang đo giấu kín dựa trên những việc bạn làm để kiếm tiền. Điều đó được gọi là phân biệt nghề nghiệp và nó thâm nhập vào sự tương tác của chúng ta với người khác trong công việc, trong môi trường xã hội và kể cả ở nhà. Tại sao ta lại cho rằng những bà mẹ ở nhà trông con là công dân hạng 2, hoặc cho rằng giáo viên có vị trí thấp hơn bác sĩ, kể cả khi cách thức xử lý trên lớp của giáo viên đối với các học sinh gặp phải rắc rối cũng chẳng khác là bao cách thức chữa trị của các bác sĩ đối với các bệnh nhân ốm đau và đang chết dần chết mòn. Cho dù chúng ta có nhận ra điều đó hay không, thì các tương tác hàng ngày của ta cũng bao hàm cả những điều vô thức đang lớn dần lên về cách thức mà mỗi người mưu sinh. Cái giá đắt đỏ của việc kiếm tiền để chết. Nhà tâm lý trị liệu Douglas Labier đã ghi lại căn bệnh xã hội này trong cuốn sách Modern Madness. Các chuyên gia thành công liên tục xuất hiện trước văn phòng của ông với thân xác rũ rượi và tâm hồn trống rỗng, đã cảnh báo ông rằng mối nguy hiểm về mặt tinh thần và thể chất của con người có liên quan đến vật chất. Labier nhận thấy nếu tập trung vào tiền, vị trí, thành công để định giá cho sự hoàn thiện và ý nghĩa cá nhân thì có tới 60% những người mà ông nghiên cứu bị trầm cảm, lo sợ và chịu các chứng rối loạn khác có liên quan đến công việc, bao gồm cả chứng căng thẳng phổ quát. Dù mức làm việc 40 giờ một tuần đã được áp dụng trong gần nửa thế kỷ, song nhiều chuyên gia tin rằng họ cần phải làm thêm giờ và cả cuối tuần để theo kịp công việc. Một nghiên cứu do Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD tiến hành năm 2015 đã phát hiện ra gần 12% công dân Mỹ làm việc 50 giờ mỗi tuần hoặc hơn. Thêm vào đó, một nghiên cứu của Conference Board thực hiện trong cùng năm đó cũng chỉ ra rằng chưa tới 50% người dân Mỹ thỏa mãn với công việc của họ. Chúng ta đang làm nhiều hơn nhưng lại tận hưởng cuộc sống ít đi. Kết quả ra sao? Chúng ta đã phát triển một căn bệnh mang tầm cỡ quốc gia từ cách thức chúng ta kiếm tiền. Ta có gì để thể hiện điều này? Kể cả khi không thể nào hạnh phúc hơn được nữa, thì bạn vẫn nghĩ rằng ít nhất có một biểu tượng của thành công. Tiền trong ngân hàng? Không hề. Tỷ giá tiết kiệm của chúng ta thực tế đã tụt xuống. Theo Cục Phân tích Kinh tế Hoa Kỳ, tỷ giá tiết kiệm cá nhân của Mỹ lơ lửng rơi vào khoảng 5% trong vòng 4 năm qua, so với mốc gần 200% vào năm 2007 thì có tăng một chút, song lại giảm đi so với con số 10% trước năm 1980. Nhân tố làm tình hình trở nên tồi tệ hơn chính là việc đình trệ tiền lương đối với hầu hết người Mỹ, trong khi những người trên đỉnh và cả các tập đoàn mà họ làm việc cho tiếp tục tống cho đầy túi của bản thân, thì của cải lại cứ ồ ạt tuôn ra từ những cá nhân sống ở tầng lớp dưới. Trong bản báo cáo năm 2016, Viện Chính sách Kinh tế đã chỉ ra rằng tiền lương cho 70% người làm công có mức lương thấp nhất đã tăng 5,3% cận biên kể từ năm 2000. Trong đó, 10% người Mỹ nghèo nhất chỉ tăng được 2,2% thu nhập. Vậy những người có thu nhập cao nhất làm thế nào để thoát thân trong khoảng thời gian đó? Kể từ khi chuyển giao sang thiên niên kỷ mới, tỷ lệ những người làm công ăn lương có thu nhập xếp thứ 90 và 95, lần lượt tăng 15,7% và 19,8%. Tỷ lệ nghịch với đồng lương thấp và tiết kiệm ít ỏi là khối lượng nợ của chúng ta ngày càng tăng cao, quá cao. Cho tới cuối năm 2017, lượng nợ tiêu thụ đã đạt tới đỉnh điểm ở mức 3.700 tỷ đô la, cao gấp đôi tổng nợ vào cuối năm 2000. Mỗi người, không kể đàn ông hay phụ nữ, người già hay thiếu nhi trên đất Mỹ đều phải gánh khoản nợ 11.000 đô la. Nợ chính là một trong những xiềng xích khóa chặt chúng ta. Khoản nợ kèm theo việc không biết tiết kiệm khiến cho thói quen làm việc từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều trở thành bắt buộc. Bị kìm kẹp bởi nợ thế chấp, nợ xe, nợ học phí, nợ tín dụng, chúng ta không có đủ tiền để bỏ việc. Càng ngày, càng nhiều người Mỹ có kết cục sống ngay trong xe hơi của chính mình hoặc sống lang thang ngoài đường. Vào thời điểm khi mà toàn cầu hóa và sáp nhập tập đoàn ngày càng gia tăng, việc sa thải nhân viên trên mọi ngành nghề, từ chế tạo cho đến công nghệ cao, chính là một thực tại mới. Chúng ta kiếm tiền để chết trong công việc, hòng có thể sống hết mình vào cuối tuần. Hãy tưởng tượng, bạn là một người tiêu dùng bình thường đang tiêu những đồng tiền mà khó khăn lắm mới kiếm được. Thứ Bảy, bạn mang quần áo tới tiệm giặt khô và mang xe tới chỗ bảo dưỡng để thay lốp cũng như kiểm tra tiếng kêu lọc cọc phát ra từ xe. Đi chợ mua đồ ăn đủ cho cả nhà trong tuần tới, rồi gầm gừ tại quầy tính tiền. Bởi bạn nhớ lại lúc trước, 4 túi thực phẩm chỉ tốn có 75 đô la thay vì 125 đô la. Tất nhiên là bạn có thể cắt giảm chi tiêu bằng cách thu thập phiếu giảm giá, nhưng ai mà có thời gian cơ chứ? Sau đó tới khu trung tâm thương mại để mua cuốn sách mà ai cũng đang đọc. Trở ra với 2 cuốn sách, một bộ đồ đã giảm nửa giá và đôi giày cho hợp tông, vài bộ đồ cho con cái. Tất cả đều được thanh toán bằng thẻ tín dụng. Về nhà, làm mấy việc ngoài vườn. Ối, lại đi đến nhà vườn để mua kéo tỉa cây. Thả về 2 khóm ngọc trâm cùng vài cái bình trồng cây mới. Và ôi đúng rồi, kéo cắt cây. Xưng xỉa với cái máy nướng bánh mì làm cháy tất cả các lát bánh. Thậm chí kể cả khi bạn đã đạt nhiệt độ thấp nhất, không tìm thấy giấy bảo hành, lại đến tiệm bán đồ gia dụng để mua một cái mới. Trở ra khỏi tiệm với chiếc kệ giá cho nhà kho, màu mẫu để sơn bếp. Và ôi đúng rồi, máy nướng bánh mì. Ăn tối cùng với bạn đời để con cái cho bảo mẫu trông. Sáng Chủ nhật, bánh mì cắn mỏng cho cả nhà. Ôi không có bột mì, đi chợ mua bột. Tha về nào là dâu tây và việt quất đông lạnh để làm bánh mì cán mỏng, nào là siro cây phong, cà phê, sambucha và đúng rồi, bột mì. Đưa cả nhà ra hồ bơi, đổ xăng, nhăn nhó với giá tiền, lái xe đến một nhà hàng xinh xắn ở miền quê, trả tiền ăn tối bằng thẻ tín dụng, về nhà, cả tối xem tivi, lần lần thả hồn vào những đoạn quảng cáo bay bổng về một cuộc sống như mơ khi bạn mua xe Porsche hoặc đổ tiền cho kỳ nghỉ thú vị nào đó hay cái máy tính mới hoặc vân vân. Điểm mấu chốt là ta nghĩ rằng mình làm việc để trả tiền các loại hóa đơn, nhưng ta chi nhiều hơn số tiền bản thân kiếm được để mua nhiều hơn cái ta cần. Điều này khiến ta phải quay trở lại làm việc nhằm kiếm tiền để chi mua nhiều thứ hơn nữa. Điều này lại khiến ta tiếp tục quay lại làm việc. Vậy còn hạnh phúc thì sao? Nếu việc nghiến răng ken két hàng ngày khiến chúng ta hạnh phúc, thì những khó chịu và bất tiện sẽ trở thành chuyện nhỏ. Nếu tin rằng việc ta làm thực sự khiến thế giới trở thành một nơi tốt đẹp hơn, thì chúng ta sẽ hy sinh giấc ngủ và đời sống xã hội của mình mà không hề cảm thấy thiếu thốn. Nếu những thứ đồ chơi thêm thắt mà ta mua được bằng cách làm việc cật lực lại có thể tạo ra thêm lợi ích gì đó ngoài sự hài lòng nhất thời và một món mới trong đống đồ đã có, thì chúng ta hẳn sẽ vui lòng dành thời gian để làm việc. Nhưng có một điều ngày càng trở nên rõ ràng rằng vượt lên trên mức độ thoải mái tối thiểu, tiền sẽ không mua được cho ta thứ hạnh phúc mà ta hằng kiếm tìm. Trong thời gian đầu, những người tham dự hội thảo trực tuyến của chúng tôi luôn nói rằng họ cần thêm để thấy hạnh phúc, bất kể thu nhập của họ đang ở mức nào đi chăng nữa. Chúng tôi đã lồng ghép bài tập này vào trong hội thảo. Chúng tôi đề nghị mọi người tự đánh giá bản thân trên thang đo hạnh phúc, từ 1 bất hạnh tới 5 hạnh phúc, với 3 là không có gì phàn nàn cả. Sau đó đánh giá tương quan với thu nhập của họ. Trong mẫu thu thập gồm hơn 1.000 người tới từ Mỹ và Canada, điểm hạnh phúc trung bình liên tục nằm ở ngưỡng từ 2,6 đến 2,8, thậm chí còn không được 3, cho dù thu nhập của người đó là dưới $1.500 mỗi tháng hay trên $6.000 một tháng. Xem hình 1.1. Hình 1.1, thang đo đánh giá cuộc sống, trang 63. Kết quả khiến chúng ta kinh ngạc. Ta nhận thấy rằng không những hầu hết mọi người thường không hạnh phúc, mà họ còn không hạnh phúc bất kể có kiếm được bao nhiêu tiền đi chăng nữa. Thậm chí những người giỏi kiếm tiền cũng chưa chắc đã thấy hoàn thiện. Cũng trong bài trắc nghiệm đó, chúng tôi hỏi người tham gia hội thảo rằng cần bao nhiêu tiền mới khiến bạn hạnh phúc? Bạn có đoán được câu trả lời không? Luôn là hơn số tiền tôi hiện có, khoảng 50 đến 100%. Đó là lý do ta ở đây. Cộng đồng xã hội giàu có được ưu ái những thứ tốt nhất, và ta cắm mặt vào công việc không kể ngày đêm. Cuộc sống quanh quẩn trong cái vòng tròn lặp đi lặp lại từ nhà đến chỗ làm, và trái tim ta thổn thức cho những điều viển vông ở tận đầu đâu. Sự phồn thịnh và hành tinh. Nếu đây chỉ là một nhà tù tư nhân thì hẳn đã đủ để gọi là thảm kịch rồi. Nhưng không phải. Phong cách sống phong lưu của chúng ta đang gây ảnh hưởng tới hành tinh này với sức tàn phá ngày càng lớn. Năm 1987, Ủy ban Môi trường và Phát triển Thế giới của Liên Hợp Quốc đã cảnh báo thói quen tiêu dùng tại các nước phát triển là một trong những nguyên nhân chính phá hoại môi trường toàn cầu. Tuy vậy, từ đó tới nay, lối sống của chúng ta thay đổi rất ít, trừ việc công nghệ tiên tiến hơn khiến việc mua những thứ ngẫu hứng, tức thời trở nên dễ dàng hơn. Việc chúng ta không thay đổi không phải là do thiếu cảnh báo. Một vài kênh luôn đưa ra các số liệu toàn diện, nhưng kể cả khi xem tin tức, ta cũng không biết nên tin cái gì nữa, hoặc vì sao ta cần quan tâm đến điều đó. Những người nghiên cứu về môi trường đã cố làm cho dữ liệu trở nên sống động và có dấu ấn cá nhân, để chúng ta có thể cảm nhận được nhiệt độ của hành tinh theo cách chúng ta thấy lạnh khi nhiệt độ giảm. Dấu chân sinh thái, Ecological Footprint, một thước đo được phân bổ bởi Global Footprint Network, mạng lưới dấu chân toàn cầu, đo lường mọi thứ chúng ta mua, từ xe hơi tới ghế bành, xét tới khía cạnh bao nhiêu tài nguyên trái đất bao hàm trong giao dịch mua bán đó. Bạn có thể làm một bài trắc nghiệm về sức tiêu thụ của bản thân để xem dấu chân của bạn là gì. Thậm chí cẩn thận hơn, những người Mỹ tỉnh táo còn học được rằng nếu tất cả mọi người đều tiêu thụ theo cách của họ, chúng ta phải cần đến 4 trái đất. Ôi, ta chỉ có duy nhất một mà thôi. Mỗi năm, mạng lưới dấu chân toàn cầu cùng hợp tác với Quỹ Bảo vệ Thiên nhiên Quốc tế công bố Ngày Trái đất mắc nợ sinh thái, được tổ chức thường niên khi toàn bộ chúng ta đã sử dụng hết nguồn tài nguyên có thể tái tạo của hành tinh trong một năm trước khi lâm vào cảnh nợ nần sinh thái. Năm 1971, Ngày Trái đất mắc nợ sinh thái rơi vào ngày 21 tháng 12. 10 năm sau là ngày 12 tháng 11, rồi 11 tháng 10 năm 1991. năm 2001, ngày này là 23 tháng 9. Tiếp đó, các dấu mốc này càng ngày càng sớm hơn. Năm 2006, ngày này rơi vào ngày 3 tháng 8. Hãy kiểm tra xem, bây giờ thì sao? Kho tàng của trái đất là cái tủ chứa đồ của mẹ thiên nhiên. Nguyên liệu cần thiết trong công thức của cuộc sống như ta đã biết còn tồn tại được bao lâu cho đến khi cạn kiệt. Khi chúng ta rơi vào cảnh nợ nần kinh tế, ta có thể mất xe, mất nhà hoặc mất hẳn khả năng vay mượn. Nhưng chỉ cần ta còn sống thì còn có thể làm đầy ngân khố trở lại. Với nợ nần sinh thái, mọi thứ không diễn ra theo cách đó. Chúng ta chỉ có một hành tinh. Kẻ thua cuộc lớn nhất trong trò chơi tiền bạc. Đáng buồn thay, nhiều người trong chúng ta thậm chí còn không biết tới món nợ sinh thái này. Bởi nhà hảo tâm ấy không lên tiếng, còn ta thậm chí không biết là đang vay mượn từ họ. Chúng ta không chỉ vay mượn từ ngân hàng, chúng ta đã vay mượn từ thế hệ tương lai cũng như từ chính hành tinh rất hào phóng này. Tất cả những thứ ta ăn, mặc, di chuyển, mua và ném đi đều đến từ trái đất. Như Annie Leonard đã thể hiện một cách sống động qua bộ phim ngắn Câu chuyện đồ đạc. Thị hiếu của ta đối với hàng hóa là con đường một chiều. Tài nguyên đi từ trong lòng đất tới nhà máy, tới cửa tiệm, tới nhà chúng ta và sau đó ra bãi rác. Chúng ta làm ngơ trước sự thật rằng ta tận hưởng mức độ sung túc hiện tại là nhờ sự trọng đãi miễn phí của thiên nhiên, đất đai, nước và không khí, những thứ không tốn một xu trừ tiền thuế ở mức tối thiểu. Dù cho ta có văn minh, tân tiến đến đâu thì vẫn phải dựa vào khí thở, nước uống và đất màu mỡ để tồn tại ngày qua ngày. Tuy nhiên, bất kể sự thực này được nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần thì dường như chúng ta cũng không kìm hãm lại được sức tiêu thụ. Các tập đoàn hầu như không khuyến khích chúng ta tiêu thụ ít đi. Về mặt chính trị, việc đưa ra văn bản luật hạn chế tiêu thụ chẳng khác nào tự bóp chết mình. Và đứng trên phương diện cá nhân, cho đến khi tất cả mọi người đều thay đổi, một số người vẫn sẵn sàng chống chọi. Một thứ duy nhất mà các tập đoàn xanh, chính phủ địa phương và tổ chức phi lợi nhuận đã thay đổi được chúng ta, đó là thuyết phục rằng ba hồi chuông cảnh báo của chủ nghĩa tiêu dùng, sự thoải mái, sự kiểm soát và sự tiện lợi được thể hiện trong sản phẩm đã bớt đòi hỏi từ trái đất. Một khi giá điện mặt trời cạnh tranh hơn, người ta sẽ dùng nó nhiều hơn. Khi các trạm sạc xe điện trở nên tiện lợi như trạm xăng, người tiêu dùng sẽ chấp nhận phương tiện thân thiện với môi trường này. Chúng ta chưa thay đổi tư duy, chúng ta mới chỉ thay đổi công nghệ. Điều này đã đủ hay chưa? Theo như lời Robert Austin và Paul Ehrlich đã giải thích thì chưa. Trong cuốn sách New York New Mind, họ đã chỉ ra rằng tư duy của chúng ta được thiết kế để nhanh chóng phản hồi trước những đe dọa mang tính ngắn hạn, hổ, lửa và lòng trắng trong con mắt kẻ thù. Tuy vậy, trong thế giới ngày nay, các khoản nợ, cả nợ cá nhân và nợ quốc gia, cùng sự đe dọa về môi trường, thay đổi khí hậu, tăng lên một cách từ từ, khiến cho phần tư duy phụ trách việc phản ứng trước nguy hiểm của chúng ta không thể nhận diện được hiểm họa. Austin và Ehrlich diễn giải rằng con người phải học cách phản ứng sớm với những mối đe dọa dựa vào các chỉ số môi trường vô cùng bé nhỏ, với sức mãnh liệt như chúng ta dùng để leo trèo nhằm trốn thoát nành vuốt của hổ. Nhiều người tiêu dùng có xu hướng thay đổi. Họ tìm đến các phong trào bảo vệ sinh thái và trở thành những người sớm nhất tiếp nhận cải tiến năng lượng xanh. Có thể bạn là một trong những người đó. Nhưng thói quen tốt thôi chưa đủ để tăng cường tốc độ thay đổi. Như bạn sẽ thấy, phá vỡ nguyên tắc mơ hồ nhiều khi thì tốt trong đầu, nghĩa là bạn sẽ thay đổi bởi vì bản thân muốn chứ không phải bị ép. Bạn cũng sẽ ghi điểm vì trở thành một trong những người đầu tiên thu nhận cái mà ai cũng biết là tốt nhất, thông minh nhất và tối ưu nhất. Bạn sẽ thấy rõ rằng kiếm tiền để chết và sở hữu tiền không phải là cách duy nhất hoặc tốt nhất để sống, và bạn sẽ giải thoát bản thân. Nhiều hơn có tốt hơn. Trong chúng ta, nhiều người kiếm tiền đến chết vì mù quáng tin vào huyền thoại tiêu thụ mang tính phổ quát rằng càng nhiều càng tốt. Chúng ta xây dựng cuộc sống của mình dựa vào huyền thoại thêm này. Kỳ vọng của chúng ta là kiếm được nhiều tiền hơn sau mỗi năm. Cùng với sự phát triển trong sự nghiệp, càng ngày ta càng có nhiều trách nhiệm cũng như đặc quyền hơn. Cuối cùng, chúng ta hy vọng rằng mình sẽ sở hữu nhiều hơn, có nhiều uy tín hơn và được trọng vọng hơn trong xã hội. Theo thói quen, ta trở nên ngày càng kỳ vọng hơn nữa từ bản thân và xã hội. Nhưng ngoài sự thỏa mãn, cái mà ta đạt được là càng có nhiều thì ta càng muốn nhiều hơn và ta càng ít hài lòng với hiện trạng thực tế. Kiểu tư duy thiên về vật chất trong tâm lý người Bắc Mỹ giải thích cho chúng ta thấy nỗi ám ảnh phải có nhiều hơn. Kể cả vũ trụ trong phim Chiến tranh giữa các vì sao cũng được gọi là ranh giới cuối cùng. Miền Tây đã thắng hoặc thua tùy vào quan điểm của bạn, thông qua trận trao hàng gọi vốn về chính trị của vận mệnh hiển nhiên. Đối với người Mỹ và với nhiều người tiêu dùng đang ngày một nhiều lên ở các quốc gia khác, khẩu hiệu càng nhiều càng tốt này dẫn tới việc ta đổi xe hơi 3 năm một lần, mua quần áo mới cho mỗi sự kiện vào mỗi mùa, mua nhà to hơn và đẹp hơn mỗi khi có khả năng tài chính và nâng cấp mọi thứ từ TV đến điện thoại thông minh chỉ đơn giản vì phiên bản mới hơn vừa được giới thiệu. Tất cả những thứ này không chỉ gây nguy hại đến trái đất. Các nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu Ý kiến Quốc gia cho thấy tỷ lệ phần trăm người Mỹ mô tả họ vô cùng hạnh phúc đã giảm dần kể từ cuối những năm 50 của thế kỷ 20. Càng nhiều càng tốt trở thành công thức cho sự bất mãn. Nếu bạn sống kiểu phải có tất cả thì mọi thứ bạn có sẽ không bao giờ là đủ. Trong môi trường càng nhiều càng tốt, đủ cũng giống như đường chân trời, luồn xa vời vợi và ngoài tầm với. Bạn sẽ mất đi khả năng nhận diện mức độ đầy đủ để chọn dừng lại. Đây là kiểu ngõ cụt tâm lý, một cái bẫy 22 trong huyền thoại tiêu thụ thêm. Nếu càng nhiều càng tốt thì cái tôi đang có là chưa đủ. Kể cả khi đã có thêm nhiều hơn thì tôi vẫn bị thuyết phục rằng mình sẽ phải làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Vì thế, thứ mà tôi có nhiều hơn hiện nay vẫn là chưa đủ. Nhưng hy vọng là một dòng chảy bất diệt. Chỉ khi nào tôi có thêm thì 3 chấm. Và cứ tiếp tục như vậy, chúng ta ngày càng chìm sâu vào nợ nần và ngập sâu hơn nữa trong tuyệt vọng. Nhiều hơn đáng lẽ ra phải làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn, nhưng thực tế lại trở thành không bao giờ là đủ. Giới hạn tăng trưởng. Một phiên bản khác của nền kinh tế kiểu càng nhiều càng tốt là tăng trưởng là tốt. Nền kinh tế hiện đại tôn thờ sự tăng trưởng. Sự tăng trưởng sẽ giải quyết được nạn đói. Về lý thuyết là như vậy. Tăng trưởng sẽ phát triển chất lượng cuộc sống. Tăng trưởng sẽ làm giảm nạn thất nghiệp. Tăng trưởng sẽ giúp chúng ta thoát khỏi lạm phát. Tăng trưởng sẽ làm dịu đi sự buồn chán của người giàu và sự đau khổ của người nghèo. Tăng trưởng sẽ nâng đỡ tổng sản phẩm quốc nội, GDP, thúc đẩy chỉ số trung bình công nghiệp, Dow và chống lại các thế lực cạnh tranh toàn cầu. Tăng trưởng là cơn sóng có thể đẩy thuyền lên cao, có phải vậy không? Điều chúng ta bỏ qua chính là nguồn nguyên liệu cho tăng trưởng kinh tế lại xuất phát từ thiên nhiên. Kể cả trong bối cảnh lý tưởng nhất, thiên nhiên cũng không mãi dư thừa nguyên liệu. Nguồn tài nguyên có thể cạn kiệt và hiện nó đang xảy ra rồi. Trong thiên nhiên tồn tại nhiều giới hạn. Ở mức vật chất, không có thứ gì phát triển mãi mãi. Động thực vật có chu kỳ sống của chúng. Một khi đã đạt tới cái cỡ tối đa, vạn vật sẽ không phát triển to lớn hơn, sẽ ngừng đầu tư năng lượng sống vào việc đấu tranh tồn tại và duy trì giống nòi. Chúng ta cũng biết rằng mọi động thực vật đều có ngưỡng số lượng tối đa, dựa trên nguồn nguyên liệu hạn chế về năng lượng, thức ăn, nước, đất và không khí. Rồi chúng bắt đầu ổn định hoặc giảm dần về quy mô, luôn tồn tại một điểm, trong đó các cá thể hoặc một dân tộc cụ thể nào đó, hoặc là sụp đổ, hoặc là tuyệt chủng do thiếu nguồn nguyên liệu, hoặc ổn định ở mức mà môi trường cho phép. Vì làm ngơ trước thực tế cơ bản này của thế giới tự nhiên, chúng ta như những cá thể và nền kinh tế hiện đang đòi hỏi quá khả năng mà trái đất có thể đáp ứng, giống như ngày trái đất mắc nợ sinh thái đã mô tả vô cùng sinh động. Diễn giải Cleopatra. Đoạn điệp khúc trong một bài hát năm 1993 của Palm Tillis đã nêu đúng. Tất cả mọi người hãy gọi tôi là Cleopatra bởi vì tôi là nữ hoàng từ chối. Với rất nhiều người, càng có nhiều bằng chứng chứng tỏ chiến thuật sai lầm, họ càng bám chặt hơn vào cách thức đã chọn. Chúng ta không phải thay đổi. Ta thường nói vậy bởi vì ta chắc chắn rằng công nghệ sẽ cứu mình. Sau cùng thì hãy nhìn vào quá khứ mà xem. Khoa học và công nghệ đã giảm thiểu biết bao bệnh dịch chết người từ thủy đậu tới bạch hầu. Chắc chắn rồi, sẽ có ngày chúng ta cũng sẽ phát triển được công nghệ làm tinh khiết nước, tạo ra những hạt giống biến đổi gen có thể mọc được trong những điều kiện khủng khiếp, làm sạch được ô nhiễm và tìm ra chìa khóa cho năng lượng rẻ tiền không cạn kiệt. Và nếu công nghệ không cứu được chúng ta, chắc chắn chính phủ sẽ cứu. Đó là vấn đề của các nước thuộc thế giới thứ ba. Khi và chỉ khi họ ngừng tăng quá nhiều dân số và đốt phá rừng, chúng ta mới sống sót. Chính họ là người cần thay đổi trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Thật ngớ ngẩn nếu chúng ta phải thay đổi bởi các báo cáo có lẽ đã sai lầm. Các nhà khoa học cũng như chính trị gia hay truyền thông trước đây đã không nói thật. Vấn đề môi trường này bị vài luật sư tinh danh và mấy người hay gieo rắc tin đồn thất thiệt bịa đặt ra. Mà tóm lại, tôi có thể làm được gì? Sau cùng thì tôi nợ ngập đầu, vì thế tôi chẳng thể nào ngưng được việc bắt xe 65 km/h để tới nhà máy sản xuất phụ tùng. Kể cả nếu việc duy trì sự sống trên trái đất phụ thuộc vào điều đó, có phải không? Chúng ta, với cương vị là con người và một hành tinh, đang phải đương đầu với việc vị thế xã hội vận động theo chiều hướng đi lên, còn tính cao quý trong xã hội lại theo chiều hướng đi xuống. Chúng ta cần phải tạm dừng lại và tự hỏi xem có đáng như vậy không? Xem liệu ta có đạt được thứ mình đang tìm kiếm không? Và nếu như câu trả lời là không, thì tại sao lại cố chấp, như bị nghiện ngập trong thói quen đang giết dần giết mòn chính ta? Sự sáng tạo của người tiêu dùng. Có lẽ chúng ta cứ bám vào sự giàu có, kể cả khi nó chẳng giúp gì cho ta hay cho hành tinh này, bởi vì hình thái vô cùng tự nhiên của mối quan hệ giữa chúng ta với tiền bạc. Như ta thấy, tiền bạc đã trở thành chiếc màn hình trình chiếu bộ phim về chính cuộc đời của chúng ta. Chúng ta lập kế hoạch dựa trên tiền bạc về khả năng thỏa mãn niềm yêu thích, xoa dịu nỗi sợ hãi, an ủi cơn đau và giúp ta chinh phục tầng cao mới. Thực tế là gần như toàn bộ nhu cầu, sở thích và khát khao đều có thể được đáp ứng thông qua tiền bạc. Ta mua được mọi thứ từ hy vọng cho tới hạnh phúc. Ta không còn sống một cuộc sống nữa, ta đang tiêu thụ nó. Con người của xã hội công nghiệp hóa thường được gọi là công dân. Ngày nay, chúng ta là người tiêu dùng, có nghĩa là người sử dụng, lãng phí, phá hủy và phung phí. Tuy nhiên, chủ nghĩa tiêu dùng chỉ là phát minh của thế kỷ 20 về xã hội công nghiệp của chúng ta mà thôi. Nó được tạo ra vào thời điểm khi việc khuyến khích người ta mua nhiều đồ được coi là cần thiết để nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng. Vào đầu những năm 1920, khi chúng ta bắt đầu giành thắng lợi trong cuộc cách mạng công nghiệp, có một sự nghi ngờ đã trỗi dậy. Khả năng máy móc đáp ứng nhu cầu của con người đã trở nên thành công tới mức hoạt động kinh tế bị chậm lại. Công nhân Hoa Kỳ tự biết rằng như thế đã quá đủ. Họ đòi hỏi tuần làm việc ngắn hơn và nhiều hoạt động giải trí hơn để tận hưởng các thành quả lao động của mình. Hai ngành lao động trong xã hội Hoa Kỳ đã được cảnh báo về xu thế này. Các nhà đạo đức học, những người đã nội địa hóa đạo đức lao động tin lành tin rằng nhàn cư vi bất thiện. Họ cho rằng hoạt động giải trí làm giảm giá trị và sẽ dẫn tới ít nhất là tính lười nhác. Những người ủng hộ công nghiệp hóa cũng rung lên hồi chuông cảnh tỉnh. Nhu cầu cho đầu ra của các nhà máy sản xuất giảm đi sẽ đe dọa đến việc ngừng tăng trưởng kinh tế. Công dân dường như không mặn mà lắm với việc mua hàng mới và sử dụng các dịch vụ mới nữa, như là xe hơi, đồ gia dụng hay các phương tiện giải trí, như khi họ mua các mặt hàng truyền thống, đồ ăn, quần áo và chỗ ở. Tuy vậy, thay đổi tăng trưởng lại không được nhìn nhận là sự phát triển, mà là tiền thân của sự trì trệ trong văn minh nhân loại, là án tử của năng suất hàng hóa. Người ta cần thêm thị trường mới để mở rộng sức dồi dào của hàng hóa mà máy móc tạo ra nhờ tốc độ và tính chính xác của nó, đồng thời cho các ngành công nghiệp nguồn lợi nhuận không ngừng. Và đây là một ý tưởng táo bạo. Những thị trường mới này vẫn nhắm tới đối tượng dân cư như cũ, nhưng những đối tượng này sẽ được định hướng, khiến họ không chỉ muốn cái họ cần, mà còn muốn cả những thứ mới nhưng họ không cần nữa. Thâm nhập vào khái niệm tiêu chuẩn sống, tiếp thị gắn với công nghiệp, khoa học, nghệ thuật được sinh ra nhằm thuyết phục người Mỹ rằng họ làm việc để nâng cao tiêu chuẩn sống hơn là nhằm thỏa mãn các nhu cầu cơ bản của con người. Năm 1929, Hội đồng Thay đổi Kinh tế Đương đại của Herbert Hoover đã công bố báo cáo tiến độ về chiến lược mới, thứ rất được hoan nghênh. Ông tin là vậy. Cuộc khảo sát đã chứng minh đầy thuyết phục về điều mà từ lâu được coi là đúng đắn về mặt lý thuyết, rằng ham muốn gần như là vô độ, rằng một khi ham muốn được thỏa mãn sẽ tạo ra thêm ham muốn khác. Kết luận đưa ra về mặt kinh tế là trước mắt chúng ta là những cánh đồng vô tận, rằng có nhiều ham muốn sẽ tạo ra nhiều thứ ham muốn không ngừng khác, ngay sau khi chúng được thỏa mãn. Hoàn cảnh của chúng ta đang may mắn, động lực của chúng ta là phi thường. Thay vì chỉ đơn giản là hoạt động thư giãn, hoạt động giải trí được biến đổi thành cơ hội nhằm gia tăng lượng tiêu thụ, kể cả tiêu thụ bản thân hoạt động thư giãn, như trong du lịch và nghỉ mát. Henry Ford đồng tình, khi con người ta làm ít đi, họ sẽ mua nhiều hơn. Kinh doanh là trao đổi hàng hóa được mua chỉ khi chúng đáp ứng nhu cầu được đáp ứng chỉ khi chúng được cảm nhận. Nhu cầu tự khiến con người phải cảm nhận được nó một cách rộng rãi trong thời gian tiêu khiển giải trí. Hội đồng Hoover đồng ý. Thực tế, hoạt động giải trí không phải là cái cớ để thư giãn. Đó là một cái hố được làm đầy với nhiều ham muốn. Kết quả là khiến người ta làm việc nhiều hơn để chi trả. Bằng cách nào đó, giải đáp tiêu thụ thỏa mãn được cả những người theo chủ nghĩa khoái lạc hiện đại thông qua việc đạt được thiên đường vật chất, và cả những người theo chủ nghĩa thanh giáo luôn sợ hãi rằng các hoạt động giải trí vô bổ sẽ dẫn đến tội lỗi. Thực tế, chủ nghĩa tiêu thụ mới khuyến khích tất cả các tội lỗi nguy hiểm, dục vọng, thèm khát, tham lam, kiêu căng, đố kỵ. Có lẽ chỉ loại trừ tức giận và lười nhác mà thôi. Chỉ bị khuất phục tạm thời bởi thời kỳ suy thoái, chủ nghĩa tiêu thụ đã quay trở lại mạnh mẽ hơn trong thời kỳ hậu Thế chiến thứ hai vào năm 1955. Nhà nghiên cứu bán lẻ Hoa Kỳ Victor Lebow đã quan sát thấy nền kinh tế hiệu suất khổng lồ của chúng ta đòi hỏi ta phải tiêu thụ cách sống của mình, rằng ta phải chuyển hóa việc mua và sử dụng hàng hóa thành nghi lễ, rằng ta phải tìm kiếm sự thỏa mãn về mặt tâm linh, thỏa mãn cái tôi trong tiêu thụ hàng hóa. Chúng ta cần mọi thứ được tiêu thụ, đốt cháy, hỏng, thay thế và bị vứt bỏ với cái giá luôn tăng. Và vì thế, cuộc đua chuột bắt đầu. Điều này dẫn tới động thái cân bằng đầy đớn đau giữa làm việc nhiều hơn để mua những thứ xa xỉ với có đủ hoạt động giải trí để tận hưởng. Giờ đây còn xuất hiện thêm một góc nhìn nữa, với sự xâm chiếm của mạng Internet và điện thoại di động vào mọi giây phút hoạt động của cuộc sống. Chúng ta có thể trở thành người tiêu thụ ở bất cứ đâu và bất cứ khi nào. Từ khát khao đến việc bày tỏ, hầu như tất cả mọi thứ ta cần đều chỉ nằm trong vài lần lật trang mạng, vài cú chạm hoặc nhấp chuột. Những gì từng là đặc quyền cho một vài người, giờ đây dường như đã thành chân lý cho đám đông. Trong sự nhiệt thành ban đầu với tư cách là người tiêu dùng, chúng ta học cách khẳng định quyền lợi, đứng lên chống lại việc buôn bán vô đạo đức. Tuy nhiên, quyền lợi từ đó đã mang một sắc thái khác. Quyền mua hàng. Người dân Mỹ tin rằng tiêu thụ là quyền lợi của họ. Nếu có tiền, ta có thể mua mọi thứ bản thân mong muốn, bất kể ta có cần, có sử dụng hoặc thậm chí có thích nó hay là không. Xét cho cùng thì đây là một đất nước tự do. Và nếu ta không có tiền, trời ạ, thế thẻ tín dụng để làm gì? Nó sinh ra để mua hàng mà. Ai chết với đống đồ chơi nhiều nhất thì người đó thắng. Cuộc sống, tự do và mưu cầu sở hữu vật chất. Chúng ta không chỉ thấm nhuần khái niệm mua hàng là quyền lợi, mà còn nuôi dưỡng niềm tin rằng tiêu thụ là thứ giữ cho đất nước giàu mạnh. Người ta nói rằng nếu ta không tiêu thụ thì hàng loạt người sẽ bị tống ra khỏi chỗ làm. Nhiều gia đình sẽ mất nhà cửa, tỷ lệ thất nghiệp sẽ tăng cao, các nhà máy sẽ đóng cửa, toàn bộ thành phố sẽ đánh mất nền tảng kinh tế. Chúng ta phải mua dụng cụ, phụ tùng để giúp đất nước vững mạnh. Còn lý do nào khác ngoài chỉ số niềm tin tiêu dùng được sử dụng làm thước đo cho cường quốc đang tiếp tục lớn mạnh như Hoa Kỳ? Vì thế, nếu việc tiêu thụ là cách giữ cho nền kinh tế vững mạnh và người tiết kiệm tiền là những kẻ sẵn sàng tống cổ anh em đồng hương của mình khỏi chỗ làm, thì cơn sốt mua hàng qua mạng có thể được coi là cách ái quốc trực diện. Nhược điểm duy nhất chính là kỳ vọng lớn mạnh của chúng ta vượt quá thu nhập của chính mình, khiến cho những nhà ái quốc, đồng thời cũng là người tiêu thụ trung bình, rơi vào cảnh nợ nần ngày càng tăng. Điều này trói chúng ta lại thành nút thắt. Cách duy nhất để chúng ta thể hiện tinh thần yêu nước theo kiểu kinh tế là ngày càng lún sâu vào cảnh nợ nần. Chúng ta đang ở trong tình trạng không thể chiến thắng. Bạn sai lầm nếu mua hàng và cũng sai nếu không mua. Tất cả điều này bị quảng cáo làm cho trầm trọng hơn. Một đứa trẻ Mỹ trong độ tuổi từ 2 đến 11 trung bình xem hơn 25.000 quảng cáo mỗi năm. Xét trên khía cạnh toàn cầu, quảng cáo đã chi khoảng trên 500 tỷ đô la. Những quảng cáo này gây ảnh hưởng đến ham muốn và khao khát của chúng ta. Thứ đã từng bị hạn chế qua TV, báo giấy và bảng tin, thì nay, trong thời đại kỹ thuật số, chúng bám theo chúng ta mọi nơi. Khi người Mỹ dành ngày càng nhiều thời gian vào các thiết bị di động, những đoạn quảng cáo tự xuất hiện các băng rôn nhấp nháy hoặc các mục quảng cáo trên cột dọc trang web luôn thường trực ở đó để chào đón chúng ta, nhắc nhở ta về những thứ ta vừa tìm kiếm trên mạng và các giao dịch trực tuyến. Lý thuyết tiếp thị cho rằng con người bị điều khiển bởi nỗi sợ hãi, bởi những hứa hẹn về sự độc quyền, bởi cảm giác tội lỗi và tham lam, bởi nhu cầu được chấp nhận. Kỹ thuật quảng cáo được trang bị bằng những nghiên cứu thị trường và tâm lý tinh vi, nhắm tới mục tiêu, đẩy chúng ta ra khỏi sự cân bằng theo cách thức đầy cảm xúc, để rồi lại hứa hẹn sẽ giải quyết sự khó chịu của ta bằng một sản phẩm nào đó. Trong cùng một thời điểm, các quảng cáo trên TV, điện thoại, đài phát thanh, mạng Internet và báo chí lại thi nhau báo cáo về những tin tức xấu cho môi trường. Bao bì sản phẩm làm ứ đọng bãi rác, nhà máy sản xuất góp phần vào quá trình biến đổi khí hậu, ô nhiễm nước ngầm, phá hủy rừng Amazon, làm bẩn nước sông và giảm mực nước ngầm. Nếu tôi mặc một bộ quần áo được làm từ vải bông thông thường, tôi đang khuyến khích người ta dùng thuốc trừ sâu trên diện rộng. Nếu tôi mặc quần áo bằng vải sợi tổng hợp, tôi đang sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Nếu tôi không mặc gì, tôi đang góp phần làm cho nhiều người mất việc. Làm cũng phiền, mà không làm cũng không xong. Người tiêu dùng làm gì cũng sai. Mọi thứ chúng ta làm đều đòi hỏi một khoản chi phí nào đó từ môi trường. Kể cả những sản phẩm thân thiện với môi trường hay mang tính bền vững, cũng chỉ bớt nguy hại tới trái đất một cách tương đối và không có gì là lành tính cả. Rõ ràng, chúng ta không nghĩ về điều này khi đi làm vào buổi sáng. Chúng ta không tự vấn tiêu thụ hay không tiêu thụ. Đó là một câu hỏi cần giải đáp. Quan niệm cho rằng tiêu thụ hàng ngày là đúng, vấp phải lời tiên tri rằng cá nhân ta nợ ngập đầu và đang chơi trò cỏ quay Nga với môi trường để khởi động. Làm thế nào để giữa cuộc sống bộn bề chúng ta nhận thức được, ít nhiều làm được điều gì đó cho vấn đề to tát mà ta đang đương đầu? Một người thôi thì có thể làm gì được? Chúng ta hỏi và đổi kênh. Rồi ta lại tiếp tục, lại cố làm điều mà ta không biết sẽ đi đến đâu khi sang tuần mới, tiếp tục tận hưởng tuần kế tiếp, dựa vào trò trốn tránh để bảo vệ chính mình khỏi những lựa chọn khó khăn trước mắt. Tuy nhiên, nếu ta tiếp tục dựa vào những thay đổi nhỏ nhặt, vụn vặt, ta sẽ chỉ làm chậm đi sự vội vã nóng nảy trên con đường hướng tới tương lai bị cắt xén và nghèo nàn. Tuy vậy, nếu ta tiếp tục dựa vào những thay đổi nhỏ nhặt, vụn vặt, ta sẽ chỉ làm chậm đi sự vội vã nóng nảy trên con đường hướng tới tương lai bị cắt xén và nghèo nàn. Điều cần thiết lại không hề thay đổi, đó là sự biến đổi. Sự biến đổi tìm kiếm các giải pháp khác biệt để giải quyết vấn đề khó khăn. Sự biến đổi tìm ra câu hỏi để ta có thể nhìn nhận vấn đề dưới góc nhìn mới. Chúng ta cần chuyển hóa từ văn hóa tăng trưởng sang văn hóa bền vững. Điều chắc chắn sẽ đòi hỏi mỗi cá nhân phải biến đổi mối quan hệ của mình với tiền và với thế giới vật chất. Đánh giá lại thu nhập của mình cũng như hoạt động tiêu dùng có thể điều chỉnh cuộc đời ta, xã hội và địa cầu quay lại đúng đường. Ta cần học hỏi từ quá khứ, xác định hiện tại và tạo ra mối quan hệ mới dựa trên thực tế với tiền bạc, vứt bỏ sự huyễn hoặc và đồn đoán không phù hợp. Chúng ta cần một tấm bản đồ dẫn đường mới cho tiền bạc và chủ nghĩa vật chất, thứ mà thực sự đồng hành với thời gian. Sự khởi đầu của bản đồ dẫn đường mới cho tiền bạc. Thứ gì khiến cho tiêu dùng trở nên hoàn toàn là tiêu thụ? Sự thực là, trong khi ngành công nghiệp quảng cáo mới toàn tính bán cho chúng ta thứ vật chất nào đó, chúng ta đã mua nó rồi. Tại sao vậy? Các nhà tâm lý học gọi tiền bạc là điều cấm kỵ cuối cùng. Việc tâm sự với chuyên gia trị liệu về cuộc sống tình dục của mình dễ dàng hơn nhiều so với việc phải nói với kế toán về tình trạng tài chính của bản thân. Tiền bạc không cứ là ta có bao nhiêu, mà là ta cảm thấy thế nào về nó, chi phối đời ta nhiều hơn bất kỳ nhân tố nào khác. Ngoài phàn nàn và buôn chuyện, tiền bạc là một chủ đề hợp pháp và thú vị, nhưng lại không xuất hiện giữa những người bạn hoặc thậm chí cả vợ chồng. Vì sao vậy? Chúng ta để mất điều gì nếu chân thành tâm sự về tiền bạc? Mô hình niềm tin. Để bước đầu hiểu được điều này, ta cần biết đôi chút về não bộ của con người. Vô số các nguồn khác nhau, từ những nghiên cứu não bộ hiện đại cho tới các triết gia phương Đông cổ xưa, dường như đều đồng ý với khái niệm cơ bản rằng não bộ là cỗ máy tạo ra mô hình và lặp lại mô hình. Thay vì có kiểu hành vi giống hệt nhau khi phản ứng với mọi kích thích, con người thường có xu hướng tạo ra các mô hình phản ứng. Một vài mô hình xuất phát từ trải nghiệm cá nhân, chủ yếu được tạo ra trong 5 năm đầu đời. một số mô hình khác do di truyền, số khác nữa là văn hóa. Một vài mô hình dường như mang tính phổ quát. Đoán chừng tất cả chúng ở đó là để tăng cơ hội sống còn. Khi mô hình được ghi lại, nó được thử nghiệm và coi là hữu ích trong việc tồn tại. Việc thay đổi nó là vô cùng khó khăn. Chúng ta chảy nước miếng khi ngửi thấy mùi hành phi, đạp chân vào phanh khi nhìn thấy đèn đỏ, và lượng hormone adrenaline tăng vọt lên khi ai đó hét lớn, cháy! Rõ ràng là chúng ta không thể sống sót nếu không có kho tàng khổng lồ những diễn giải đi kèm với hành vi. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, không phải tất cả mô hình này đều liên quan đến thực tế khách quan, nhưng chúng vẫn bó buộc và kiểm soát hành vi của chúng ta. Thực tế là chúng rất ngoan cố, tới nỗi ta thường tảng lờ hoặc từ chối sự thật để bao biện cho diễn giải của mình. Liệu việc đi dưới tang hay làm vỡ gương có phải là điểm xấu không? Hầu hết chúng ta đều không coi trọng những điều mê tín từ xa xưa như vậy. Nhưng còn những thứ khác thì sao? Những niềm tin ít bị nghi ngờ hơn. Vì sao ta bị cảm lạnh? Bởi vì đi ra ngoài khi đầu còn ướt, bằng cách phơi nhiễm với vi khuẩn. Những thứ xưa cũ mà ta gọi là lời khuyên của các bà, các cụ, nhưng sau này thì sao? Cuối cùng thì vẫn có những người không bị cảm lạnh trong khi tất cả mọi người trong văn phòng đều bị. Liệu có phải là vi khuẩn nhảy cóc khỏi người đó không? Liệu lý thuyết về vi khuẩn có phải chỉ là điều mê tín trong thế giới hiện đại? Điều gì trong số những niềm tin của chúng ta hiện nay sẽ trở thành điều quái đản cho thế hệ tương lai sau này? Hành động của ta nói lên điều gì? Phải chăng nhiều niềm tin về tài chính của chúng ta cũng không dựa trên thực tế, giống như lý thuyết về trái đất phẳng? Điều này có thật không? Hành vi tài chính của chúng ta tiết lộ điều gì về điều mà ta mê tín? Chẳng hạn, trong khi chúng ta vẫn luôn có niềm tin sắt đá rằng tiền bạc không mua được hạnh phúc và thứ tuyệt diệu nhất trên đời là được tự do, thật lòng ta cần nhìn sâu hơn một chút. Hành vi của ta đang kể một câu chuyện khác. Chúng ta làm gì khi bị trầm cảm, cô đơn hoặc cảm thấy không được yêu thương? Hầu như ta sẽ mua thứ gì đó khiến bản thân cảm thấy khá hơn. Một bộ quần áo mới, một ly rượu hoặc hai, một chiếc xe hơi, một que kem, một chuyến đi nghỉ ở Hawaii, một con cá vàng, một tấm vé xem phim, một túi bánh kẹp kem Oreo hoặc hai. Khi ta muốn chúc tụng vận may, ta mua thứ gì đó. Một chầu rượu, một đám cưới có người phục vụ, một bó hoa hồng, một chiếc nhẫn kim cương. Khi ta chán nản, ta mua thứ gì đó. Một tờ tạp chí, một chiếc du thuyền, một phần mềm điện thoại, một lần cá cược ngựa đua. Khi ta nghĩ rằng phải có thêm điều gì đó cho cuộc sống, ta bỏ tiền ra mua. Một xưởng chế biến, một cuốn sách tự lực, một ngôi nhà ở đồng quê, một căn hộ trên thành phố. Chẳng có điều gì trên đây là sai trái cả. Đó chỉ là thứ ta thực hiện. Chúng ta đã học cách tìm kiếm giải pháp bên ngoài để điều hướng từ trong khối óc, trái tim hoặc tâm hồn rằng có gì đó đang mất cân bằng. Chúng ta cố gắng thỏa mãn nhu cầu tâm lý và tinh thần cần thiết bằng cách tiêu thụ ở mức độ vật chất. Chuyện này xảy ra thế nào? Hãy xem hình minh họa dưới đây. Hình 1.2, đường cong hoàn thiện đủ. Đường cong hoàn thiện, xem hình 1.2, thể hiện mối quan hệ giữa trải nghiệm về sự hoàn thiện với số tiền đã tiêu, thông thường là để được sở hữu nhiều hơn. Trong những năm tháng đầu đời, việc càng sở hữu nhiều đúng là càng hoàn thiện. Những nhu cầu cơ bản được đáp ứng, ta được cho ăn no, ta được giữ ấm, ta có chỗ cư trú. Hầu hết chúng ta đều không nhớ được nỗi sợ hãi do bị lạnh và đói, mà chỉ cần tấm chăn mỏng và mẩu bánh mì là giải quyết được. Nhưng ai cũng trải qua điều đó cả. Khi ta khó chịu, khi ta khóc, sẽ có điều gì đó từ bên ngoài đến an ủi ta. Dường như là phép thuật vậy. Những nhu cầu của chúng ta được đáp ứng, ta sống sót. Khối óc của ta ghi lại mỗi lần như vậy và ghi nhớ. Có nhu cầu ư? Hãy để cỗ máy thần kỳ đáp ứng nhu cầu. Biết được bạn cần gì? Khóc, khóc to hơn, lấy, vẫy tay, hỏi, nếu bạn biết nói. Bất cứ điều gì để đạt được mục đích. Và điều này sẽ lan truyền, rồi bạn sẽ được hạnh phúc. Có nhu cầu, trông chờ từ bên ngoài, nhận lấy, hoàn thiện. Chúng ta đi từ nhu cầu đơn thuần, đồ ăn, quần áo, nơi cư trú, tới thứ đẹp đẽ hơn, đồ chơi, tủ đựng đồ, xe đạp. Và mối quan hệ tích cực giữa những đồ mới và sự hoàn thiện trở nên gắn bó sâu sắc. Hãy nhớ lại khoảnh khắc sung sướng khi còn là một đứa bé, lúc nhận được thứ đồ chơi mà bạn hằng ao ước. Nếu cha mẹ chúng ta đóng vai người có trách nhiệm, họ đã dạy ta rằng "Con yêu, những thứ đồ đó tốn tiền mới mua được đấy. Tiền mà bố mẹ ra ngoài kiếm được cho con đấy, vì bố mẹ yêu con." À ha, nguyên tắc mới. Có nhu cầu, trông chờ từ bên ngoài, kiếm tiền, nhận lấy, hoàn thiện. Khi học về giá trị của tiền bạc, ta nhận được phần thưởng. Ta có thể chọn lựa và mua hạnh phúc cho bản thân mình. Rồi cứ thế tiếp tục, năm này qua năm khác. Cuối cùng, chúng ta trượt khỏi cái đẹp đẽ để vươn lên thứ xa xỉ mà không hề nhận ra sự thay đổi. Ví dụ như, xe hơi là thứ xa xỉ phẩm mà hầu hết dân số thế giới chưa hề được tận hưởng. Tuy vậy, đối với chúng ta, chiếc xe hơi đầu tiên mới chỉ là thứ bắt đầu cho một tình yêu kéo dài cả đời dành cho phương tiện đi lại có gắn máy này. Rồi sự xa xỉ của kỳ nghỉ đầu tiên xa nhà hoặc đi học đại học, căn hộ đầu tiên. Hãy để ý rằng, trong khi mỗi thứ đó là một sự khao khát, thì mỗi lần khao khát như vậy lại tốn tiền hơn và sự hưng phấn cũng giảm đi nhanh hơn. Nhưng cho tới lúc đó thì ta hoàn toàn tin rằng tiền đồng nghĩa với sự hoàn thiện. Vì thế, ta hiếm khi nhận ra được đường cong đã bắt đầu đi ngang. Khi ta bắt đầu cuộc sống, nhà cửa, công việc, trách nhiệm gia đình, nhiều tiền mang lại nhiều lo lắng, nhiều cam kết về thời gian và năng lượng khi ta leo lên các nấc thang trong công việc. Nhiều thời gian xa gia đình hơn, nhiều thứ để mất nếu ta bị cướp. Và thế cũng nhiều lo lắng về khả năng bị cướp hơn. Nhiều thuế và nhiều phí phải trả cho kế toán khi làm thuế. Nhiều đòi hỏi từ những cơ sở từ thiện cộng đồng hơn. Hóa đơn tu sửa nhà, hóa đơn mạng, TV hay điện thoại. Hóa đơn chỉ để phục vụ niềm vui con trẻ. Cho đến một ngày, ta nhận ra mình đang ngồi đối diện với bản thể không hoàn hảo của mình trong ngôi nhà to lớn bao quanh bởi khu đất rộng 1 hectare, cây cối tùm với khu chứa xe đủ chỗ cho 3 chiếc xe hơi cùng nhiều đồ luyện tập thể thao đắt tiền dưới tầng hầm. Khao khát về cuộc sống ta từng có khi còn là sinh viên đại học nghèo, nhưng tìm thấy niềm vui bằng cách đi bộ trong công viên. Chúng ta chạm nóc trần của sự hoàn thiện và không hề nhận ra rằng công thức tiền bạc bằng hoàn thiện không chỉ vô nghĩa mà còn bắt đầu chống lại chính ta. Cho dù ta đã mua nhiều đến bao nhiêu thì đường cong hoàn thiện cũng dần đi xuống. Đủ, đỉnh của đường cong. Có một chỗ rất thú vị trong sơ đồ hình 1.2 này, đó chính là phần đỉnh. Dường như phần bí mật ẩn giấu của cuộc đời chính là nhận diện được đỉnh của sự hoàn thiện tối đa cho bản thân. Có một cái tên gắn với đỉnh của đường cong hoàn thiện và nó cung cấp nền tảng cho việc biến đổi mối quan hệ của bạn với tiền. Đó là một từ mà chúng ta dùng hàng ngày, nhưng thực tế chúng ta không có khả năng nhận diện nó khi nó ở ngay trước mắt. Từ này là đủ. Tại đỉnh của đường cong hoàn thiện, chúng ta có đủ. Đủ những thứ cần thiết để tồn tại, đủ thứ đẹp đẽ để thấy thoải mái và yêu thích, và cũng đủ một chút xa xỉ. Chúng ta có mọi thứ ta cần, không có thứ gì thêm vào làm cho ta tụt xuống thấp, làm ta phân tán hay phiền muộn cả. Ta không mua gì bằng thẻ tín dụng, chưa từng sử dụng nó và phải còng lưng ra trả nợ cả. Đủ là một nơi trốn không có sự sợ hãi, một nơi đầy tin tưởng, một nơi chân thành và tự nghiền ngẫm. Nơi đó trân trọng và tận hưởng hoàn toàn những thứ tiền đem đến cho cuộc sống của ta mà không cần phải mua thêm bất cứ thứ gì không cần thiết và không thực sự muốn. Khi bạn phát hiện ra điều gì là đủ cho bản thân mình, đường cong hoàn thiện của bạn có thể đảo chiều và dốc lên thẳng đứng, cứ ở nguyên đó. Hỗn tạp, chết còn sướng hơn. Vậy những thứ trên cả đủ là gì? Trên đỉnh, nơi mà đường cong hoàn thiện bắt đầu đi xuống, sự hỗn tạp chính là nó. Sự hỗn tạp là bất cứ thứ gì thừa thãi đối với bạn. Đó là bất kể thứ gì không phục vụ bạn nhưng lại chiếm chỗ trong thế giới của bạn. Vứt bỏ sự hỗn tạp thì ta không thiếu thốn, thiếu hụt. Nó sẽ làm quang đãng và mở rộng không gian cho những điều mới xảy đến. Những ý tưởng này có thể hiển nhiên như chúng vốn vậy. Nhiều người có cách kháng cự tinh tế hoặc không tinh tế để cho chúng xâm nhập vào. Đó là lý do vì sao thu hẹp, tàn tiện và tiết kiệm nghe như là túng quẫn, thiếu thốn, khó khăn vậy. Ngược lại là đằng khác. Đủ là một trạng thái rộng lớn và ổn định. Đó là chỗ cho sự tỉnh táo, sáng tạo và tự do. Từ nơi này, việc bị ngộp thở dưới hàng núi những hỗn tạp cần phải được cất giữ, dọn dẹp, chuyển đi, vứt bỏ và trả giá cho thời gian, thì tha chết còn sướng hơn. Trạm trú ẩn của sự ngu muội. Cái gì tạo ra sự hỗn tạp? Đường cong hoàn thiện cho thấy rõ rằng nhiều điều hỗn tạp xâm nhập vào cuộc đời ta thông qua cánh cửa càng nhiều càng tốt. Nó xuất phát từ căn bệnh vật chất, từ chỗ tìm kiếm sự hoàn thiện bên trong bằng sự sở hữu bên ngoài. Trong chương trình trước đây, chúng tôi lý giải nó xuất phát từ sự khó chịu có thể được giải tỏa bằng những thứ ngoài thân. Một chai sữa cho em bé, một tấm chăn, một chiếc xe đạp, một tấm bằng đại học, một chiếc BMW hoặc thậm chí một kiểu chai đựng nước khác. Điều này đồng thời cũng xuất phát từ một thói quen vô thức nữa, nhặt nhạnh những đồ linh tinh. Một món đồ vụn vặt linh tinh là bất cứ thứ đồ gì khiến bạn không thể bước qua nó mà không mua. Ai cũng có một thứ như thế. Những món đồ này trải dài từ tai nghe và tua vít nhỏ xinh đến giày dép, bút hay kẹo sô-cô-la hình nụ hôn. Hãy tưởng tượng bạn đang ở trong khu mua sắm hoặc đang xem đồ trực tuyến. Trên chiếc xe tự lái theo lịch trình mua sắm hàng tuần tại trạm trú ẩn của sự ngu muội, bạn nhìn thấy một khu bày toan đồ linh tinh vụn vặt và thế là đầu óc bạn bắt đầu nảy sinh ý nghĩ mua mấy thứ ấy. Ô, cái màu hồng kìa, mình chưa có cái đó màu hồng. Ôi, cái này không dây chứ, tiện lợi quá. Trời ạ, cái này chống thấm nước. Nếu mình không dùng thì có thể cho ai đó cũng được. Ôi ngon, cái này có hạt phỉ này, cả dưa nữa, cả rượu Ý ngọt nữa. Chưa từng ăn cái gì như thế cả. Và trước khi bạn nhận ra thì một cánh tay của người ngoài hành tinh mà lại gắn với cơ thể của bạn đã với lấy rồi nhặt hoặc liếm vào thứ đổ linh tinh đó rồi. Thế là bạn ra chỗ tính tiền trong khi cơ thể vẫn đang vận hành như kiểu bị ma nhập. Bạn về nhà cùng với đồ vừa mua hoặc người ta vận chuyển nó tới tận nhà cho bạn. Và rồi bạn quẳng nó vào trong ngăn kéo, nơi nằm sẵn 5 hay 10 món tương tự. Và rồi bạn quên bẵng nó cho tới lần mua sắm tiếp theo, khi bạn đi tới quầy bày toan đồ vụn vặt linh tinh và ba chấm. Gương mặt và chức năng của sự hỗn tạp. Một thứ gì đó mà ta không nhìn thấy không có nghĩa nó không phải là sự hỗn tạp. Những căn phòng chứa đầy đồ linh tinh vụn vặt, bao gồm phòng gác mái, hầm, nhà để xe, tủ để đồ và ngăn nhà kho, chính là nơi trú ngụ của đồ hỗn tạp. Chất đầy các kế hoạch dự định mà ta chưa bao giờ hoàn tất, cùng với những sản phẩm mà ta chưa bao giờ sử dụng. Làm ngơ chúng đi có thể khiến cho bạn xấu hổ. Sắp xếp dọn dẹp lại chúng khiến bạn thấy tội lỗi. Gói ghém quần áo bạn mới mặc vài lần đem ra tiệm đồ cũ sẽ để lại cảm giác trống rỗng của sự không hài lòng và hời hợt. Ấy là còn chưa nói tới việc vứt đồ đi còn làm cho bãi rác nhanh bị quá tải nữa. Một khi bạn đã nhận ra được cái gì là sự hỗn tạp, bạn sẽ thấy chúng ở mọi nơi. Một hoạt động vô nghĩa có phải là một dạng hỗn tạp không? Có bao nhiêu bữa trưa vui vẻ, tiệc cocktail hay sự kiện xã hội hoặc những buổi tối thâu đêm dài răng rặc gắn chặt với màn hình vi tính được coi là sự hỗn tạp, những hoạt động không hề tạo điểm tích cực nào cho cuộc sống của bạn. Thế còn những ngày không được chuẩn bị trước, đầy bận rộn mà không tạo ra chút thành công đúng nghĩa nào? Rồi còn các nhiệm vụ trong danh sách những việc cần làm mà bạn chưa thực hiện xong nữa. Cứ nghiêng ngả bước qua chúng, hết tuần này đến tuần khác. Chúng cứ tồn tại trong danh sách của bạn dưới dạng sự khó chịu. Khi bạn tìm kiếm cuốn tạp chí thường niên hoặc đồ chơi của con, thì chúng hệt như thứ gây ra rác rưởi trong phòng khách của nhà ai đó vậy. Còn có những động cơ hỗn tạp, ví như khi ta có quá nhiều suy nghĩ về mọi thứ, từ chính trị xã hội đến lựa chọn cá nhân. Các việc vặt nằm ngoài kế hoạch cũng là những thứ gây hỗn loạn về mặt thời gian. Một ngày phải đi mua đồ 2 lần vì bạn quên thứ gì đó từ lần đi chợ trước. Sở thích cũng là một thứ vô cùng hỗn độn khi tỷ lệ thứ ta có với thứ ta dùng chênh lệch nhau. Ví dụ như những tín đồ chụp ảnh với vali đầy ống kính hay lọc sáng so với những người chụp với các bức ảnh đẹp nhất bằng điện thoại thông minh. Tất cả mấy thứ hỗn độn đó, những thành tố xuất hiện xung quanh bạn mà không phục vụ điều gì ngoài việc chiếm chỗ của những thứ khác. Khi bạn nhận thức rõ những thứ hỗn độn, bạn sẽ có hứng thú dọn dẹp sạch sẽ toàn bộ cuộc sống của mình. Thực tế, tâm lý thôi thúc cần dọn bỏ đồ đạc chảy sâu trong huyết quản của người Mỹ. Từ thời Thanh giáo đến thời bất tuân dân sự của Thoreau, thời các tín hữu Walkers và các tác giả như Duane Engine hoặc Cecily Andrews, cuộc sống giản đơn đã trỗi dậy nhiều lần nhằm làm cân bằng sự thừa mứa của hệ thống tư bản. Giờ đây, nó được gọi là chủ nghĩa giảm thiểu hay dọn dẹp sạch sẽ. Chúng ta gọi đó là đầy đủ, bởi vì không có thứ đặc biệt cụ thể nào được coi là đủ cả. Điều đó có nghĩa là nó phụ thuộc vào bạn. Đó không phải là ít hay nhiều. Đó không phải là một bông hoa cúc tuyệt hảo trong bình hoa trên kệ tủ bóng loáng với những tia nắng mặt trời chiếu qua cửa sổ. Đó cũng không phải là chiếc quần bò mài hay chiếc váy đầm màu đen. Đó càng không phải một con dao làm bếp hoàn hảo nằm trơ trọi trong ngăn kéo. Đó là cảm giác vô cùng vừa vặn mà bạn nhận ra khi tiệm cận sự đầy đủ của mọi thứ bạn cần và muốn, nhưng không có gì thừa thãi cả. Sự đủ của mỗi người rất khác nhau. Kho báu của người này có thể là thùng rác của người khác. Khi bạn làm theo 9 bước được vạch ra trong cuốn sách này, bạn sẽ xây dựng cho mình một định nghĩa riêng về sự hỗn tạp và bạn sẽ chậm rãi, không đau đớn mà còn vui vẻ giải thoát cho bản thân khỏi điều đó. Bước đầu tiên sẽ là câu hỏi: làm sao mà tất cả những thứ này lại ở đây? Cái gì hiện có giá trị với mình? Thật sao? Như vài học viên đã vứt bỏ đi nhiều thứ bằng cách phải mang rác đi khắp nơi trong một tuần, bạn sẽ bắt đầu nhận ra mối quan hệ của bản thân với đồ đạc bằng cách nhìn vào các thứ bạn tích tụ, tất cả những thứ bạn kiếm được, những thứ bạn chi tiêu và biết bao nhiêu năng lượng cuộc sống mà bạn đã phí phạm. Bước 1. Hòa bình với quá khứ. Bạn có sẵn sàng khảo sát mối quan hệ của chính bạn với tiền và những thứ mà tiền có thể mua được không? Mục đích của bài tập này là nhằm làm tăng nhận thức của bạn, chứ không phải tăng sự kiêu căng hay xấu hổ của bạn. Nó sẽ giúp bạn xác định vị trí của chính mình ở đâu trong thời gian và không gian để nhận xét mà không chỉ trích, thu nhập cũng như hoạt động chi tiêu của bạn trong quá khứ. Cảnh báo trước khi ta tiếp tục. Dừng lại, đọc. Điều này rất quan trọng đấy. Dù đây là bước 1 của chương trình FI, bạn không cần thực hiện bước này trước tiên. Bạn cũng không phải ngừng đọc cho đến khi bắt đầu thực hiện. Sau này thế nào bạn cũng phải làm, nhưng bạn có thể bắt đầu bằng bước 2 và quay trở lại bước 1 sau. Thực tế, chúng tôi khuyên bạn đọc cả cuốn sách một lượt hơn là đọc đến đâu làm đến đấy. Sau khi đọc xong hết, bạn hãy quay trở lại và bắt đầu. Bước này gồm 2 phần. A. Tính xem thu nhập mà bạn kiếm được trong gần ấy năm cuộc đời là bao nhiêu. Tổng thu nhập trước thuế, từ đồng xu đầu tiên bạn kiếm được cho tới lương tháng gần đây nhất. B. Tính giá trị tài sản ròng của bạn bằng cách lập bảng cân đối giữa tài sản và nợ. A. Bạn đã kiếm được bao nhiêu tiền trong đời? Ban đầu thì công việc này có vẻ khó khả thi. Tôi có ghi lại đâu. Bạn có thể phản đối như vậy. Tuy nhiên, việc truy lại thông tin đôi khi cũng giúp ích. Đầu tiên, hãy tìm lại bản sao của những tờ khai thuế thu nhập cá nhân cũ. Điều chỉnh vài con số thể hiện bất kỳ sự ma danh nào mà bạn đã từng làm, như tiền boa mà bạn không báo cáo, các việc làm chui nhận tiền mặt, những lần tư vấn không chính quy, tiền thắng do đánh bạc, quà từ họ hàng không được báo cáo, bất cứ tiền gì bạn trộm được, tiền thắng trò chơi, tiền cho thuê phòng trống trong nhà hay tiền cho thuê căn nhà không sử dụng và tất cả những khoản thu nhập khác mà bạn không kê khai. Tiếp tục nhớ lại những công việc làm thêm vào mùa hè mà bạn từng làm khi học trung học và đại học, rồi tất cả những cú xoắn vặn đồi chiều của khúc quanh tài chính của bạn trong suốt thời thanh niên và sau này. Dành ra vài ngày làm các bản kê khai tài chính mà bạn có lẽ đã cất gọn lâu rồi, sao kê ngân hàng cũ, bảng lương cũ và cả những cuốn sổ ngân hàng bị bỏ quên nữa. Bạn quá ít tuổi để nghĩ đến những thứ giấy tờ đó ư? Hãy lên mạng, truy cập vào phần lưu trữ của ngân hàng. Nếu bạn có bản sơ yếu lý lịch, hãy sử dụng nó để vạch ra lịch sử các công việc bạn làm theo từng năm một. Hãy thành thật về 3 năm bạn đánh bóng bằng đào tạo chuyên môn nâng cao. Bạn làm công việc vặt gì và bạn kiếm được bao nhiêu sau vụ nhặt táo, trông nhà hay làm bảo vệ. Nếu bạn sống ở Mỹ và đã luôn làm việc hưởng lương trong suốt cuộc đời đi làm của mình, Sở An sinh xã hội cũng sẽ có lưu trữ thông tin. Hãy liên hệ với văn phòng địa phương hoặc tiểu bang hay văn phòng trung ương và đăng ký sao kê an sinh xã hội. Trong đó sẽ có chi tiết thu nhập cả cuộc đời bạn. Nếu bạn thấy khó khăn trong việc kiếm tìm thông tin chi tiết thì cứ tính tương đối một cách tốt nhất có thể. Mục tiêu là tìm được con số chính xác và trung thực nhất có thể về tổng lượng tiền đã từng đến trong cuộc đời bạn. Giá trị của bước 1. Bước này hữu ích theo những cách sau. Thứ nhất, nó khiến ta xua tan lớp sương mù che phủ mối quan hệ trong quá khứ của bạn với tiền bạc. Nhiều người không biết đã từng có bao nhiêu tiền thâm nhập vào cuộc đời mình và cũng chẳng màng quan tâm tới vấn đề đó. Thứ hai, nó loại bỏ những mơ hồ về khái niệm sai lầm về bản thân rằng tôi không thể kiếm được nhiều tiền, hay thậm chí tôi không cần lo lắng, tôi luôn có khả năng kiếm được nhiều tiền. Thường là câu cửa miệng của các đối tượng luôn được người khác hỗ trợ. Nếu bạn là một trong nhiều người luôn đánh giá thấp việc bao nhiêu tiền đã từng xuất hiện trong cuộc đời mình, bước này có thể có giá trị to lớn. Bạn đáng giá hơn bạn nghĩ, tính theo số tiền kiếm được và tính theo nhiều cách khác nữa. Thứ ba, nó sẽ làm bạn chạm đáy, cho phép bạn bắt đầu chương trình tài chính với cái đầu tỉnh táo và đầy tự tin về khả năng kiếm tiền theo thu nhập của mình. Thứ tư, nó cho phép bạn nhìn nhận và từ bỏ bất kỳ bộ khung xương nào mà bạn có thể có trong tủ quần áo mang tên quá khứ. Bất kể điều bí mật hay lời nói dối nào đang làm hỏng mối quan hệ hiện nay của bạn với tiền bạc. Một người phụ nữ ly hôn ở tuổi 35 đã tham dự một trong những buổi thảo luận của chúng tôi có chủ đề bàn về sức mạnh của bước này. Cô vốn là bà nội trợ vùng ngoại ô, gần như suốt cuộc đời trưởng thành mắc chứng bệnh tâm thần thường gặp ở những người như vậy. Cô tự thấy hình ảnh bản thân mình là người phụ thuộc, không tồn tại và không có giá trị. Nếu sự thực kiểm chứng được, cô biết bước này không áp dụng được cho cô. Thì ra là cô không có đóng góp chút nào về tài chính cho cuộc hôn nhân của mình và cho tới ngày đó vẫn xấu hổ vì đã chấp nhận khoản tiền bồi thường sau ly hôn để thiết lập cuộc sống mới. Số tiền mà cô cảm thấy là cô không xứng đáng được nhận. Nhưng sau khi đào sâu vào quá khứ, cô nhận ra rằng mình đã kiếm được hơn 50.000 đô la từ những công việc vụn vặt trong suốt khoảng thời gian kết hôn khi cô không hề đóng góp gì cả. Lần đầu tiên trong đời, cô thấy mình như một người có lương mẫn cán. Chỉ bằng cách thực hiện bước này đã mang lại cho cô sự tự tin để nộp đơn và có một công việc với số lương gấp đôi con số trước đây cô đã dự tính là cô có thể nhận được. Tương tự như vậy, nếu bạn đang làm công việc toàn thời gian đầu tiên của mình, bạn có thể tìm được sự tự tin khi phát hiện bản thân kiếm được bao nhiêu tiền từ những công việc thời trẻ trước đây. Việc học nghề, việc làm thêm hè và các công việc tự do luôn tăng giá trị theo thời gian. Thái độ hữu ích, không xấu hổ, không đổ lỗi. Bước này có thể mang lại cảm giác tự chỉ trích mình, thậm chí là xấu hổ, bộc lộ ra bên ngoài. Đây là cách để ta nhẹ nhàng vượt qua được. Một bài học đắt giá là giúp người ta thay đổi tư duy hoàn toàn và nghĩ ra nhiều cách mới. Vài người gọi đó bằng cái tên mantra, thần chú. Nhưng nó thực ra là bất kỳ từ ngữ đơn giản nào thay thế cho thái độ hay tính cách đặc biệt mà bạn muốn tập trung vào. Thần chú giống như một nguyên tắc chỉ đạo, thứ cho phép bạn lái tâm trí ra khỏi nguy hiểm để hướng tới chân trời tươi sáng rộng mở. Câu thần chú cho chương trình tài chính sau này là không xấu hổ, không đổ lỗi. Trong lựa chọn thay đổi hành vi không mong muốn, có một sự khác biệt giữa khiển trách với phân biệt. Khiển trách là nói đến sự xấu hổ và buộc tội, người tốt và ác quỷ, trong khi phân biệt, tách bạch sự thật khỏi những sai trái, chìm đắm trong xấu hổ và dằn vặt sẽ làm chậm đi tiến trình hướng tới tự do tài chính của bạn. Khiển trách làm bạn bất động, mất tinh thần và mất tập trung. Tuy nhiên, cách phân biệt đơn giản là chiếu ngọn đèn sáng vào những sai lầm có thể có để bạn nhận ra được. Bạn có thể lặp lại xu hướng muốn tự trách bản thân hay người khác dựa vào điều bạn học được qua việc thực hiện theo chương trình này. Khi điều đó xảy ra, hãy nhớ về sự phân biệt cùng câu thần chú, không xấu hổ, không đổ lỗi. Thu nhập cả đời của bạn chỉ thể hiện một con số, chứ không phải là giá trị của bạn. Nó không phải là quá nhiều hay quá ít. Nó cũng không chứng tỏ bạn có giá trị hay vô giá trị. Nó không phải là biện minh, cũng không phải là tuyệt vọng. Bởi vì không có đồng tiền nào bị bỏ phí hay tiêu hoang chỉ vì bạn của bạn kiếm được ít hơn. Bất kỳ sai lầm về tài chính bạn mắc phải và cả sự đớn đau nó gây ra cho bạn và người khác có thể tan chảy trong nhiệt độ của sự không xấu hổ, không đổ lỗi. Hoàn hảo, vì mỗi bước của chương trình đều yêu cầu sự chính xác và có trách nhiệm, nên việc bắt đầu với hai phẩm chất này đặt ra một tấm gương điển hình cho bạn theo sát. Khi bạn thực hiện bước này và các bước khác trong sách, hãy xác định phải hướng vào sự hoàn hảo. Bạn thực sự đã tìm kiếm hồ sơ và lục tung bộ nhớ về tất cả khoản thu nhập của mình chưa? Vâng, bạn có thể trả lời gần đúng, nhưng chúng tôi gợi ý bạn nên truy vấn toàn diện, đầy đủ bởi vì sức mạnh của chương trình sẽ tăng lên cùng với sức nặng của sự chân thành và chính trực mà bạn đóng góp vào. Đếm từng đồng một đòi hỏi công sức cũng như việc tìm kiếm bảng lương. Đếm tới từng xu một khiến ta mất thời gian nhưng thu lại kết quả khá chính xác. Đừng căng thẳng trong khi tiến hành bước này. Đơn giản là hãy làm điều tốt nhất có thể, cũng đáng mất thời gian với nó. Danh sách 1. Sao kê chi tiết thu nhập từ Sở An sinh Xã hội. 2. Hồ sơ khai hoàn thuế. 3. Báo cáo thu ngân. 4. Sao kê ngân hàng cũ và mới. 5. Quà. 6. Tiền trúng số. 7. Tiền vay nợ. 8. Tiền lãi. 9. Các khoản thu không hợp pháp. 10. Các hợp đồng lao động không báo cáo với cơ quan thuế, tiền boa, tiền giữ trẻ, tiền công làm việc vặt. B. Bạn có những gì? Trong những năm làm việc kiếm tiền, một lượng tiền nhất định mà bạn vừa tính xong cũng từng tồn tại trong cuộc đời bạn. Lượng tiền đã có trong cuộc đời bạn nay được gọi là giá trị tài sản ròng. Sẵn sàng, có thể đây là lần đầu tiên trong đời bạn tính giá trị tài sản ròng của mình, tổng tài sản trừ tổng nợ. Hãy dũng cảm lên, có thể bạn sẽ phát hiện ra mình ngập đầu trong nợ và cho tới thời điểm này bạn vẫn chưa nhận ra được mức tồi tệ của tình hình. Giờ là lúc đối mặt với sự thật. Mặt khác, bạn cũng có thể phát hiện được một điều thú vị rằng ngay bây giờ bạn đang độc lập tài chính. Nhiều người đã phát hiện ra điều đó đơn giản chỉ bằng cách thực hiện bước này. Có một thách thức ẩn giấu trong quá trình thực hiện bước này. Bạn có gì để thể hiện ra? Nói to lên, sử dụng ngữ điệu khác đi. Nó thường xuất hiện với giọng điệu hơi chỉ trích, thậm chí là gắt gỏng. Tuy vậy, cam kết của bạn với sự liêm chính về tài chính phải mạnh mẽ hơn so với sự nhút nhát yếu đuối. Vì vậy, hãy kiên định. Bạn có gì để thể hiện ra với những đồng tiền từng xuất hiện trong cuộc đời mình? Hãy cùng tìm kiếm. Tạo ra một lát cắt trong giá trị tài sản ròng đơn giản có nghĩa là xem xét toàn bộ thế giới vật chất của bạn rồi liệt kê mọi thứ bạn sở hữu, tài sản và mọi thứ bạn nợ phải trả. Tài sản luân chuyển, tiền mặt hoặc bất cứ thứ gì có thể dễ dàng chuyển thành tiền mặt nằm trong danh mục này, có thể bao gồm những thứ sau: tiền mặt cầm tay bao gồm lợn tiết kiệm, tiền lẻ trong ngăn kéo, tiền khẩn cấp giấu trong khoang nhỏ trên xe hơi. Tài khoản tiết kiệm, tìm cuốn sổ tiết kiệm cũ mà có thể bạn đã quên bẵng đi và tài khoản mà bạn đã mở với tối thiểu $100 để nhận được món đồ kỹ thuật số vớ vẩn miễn phí nào đó. Tài khoản séc, chứng chỉ tiền gửi hoặc chứng chỉ gửi tiền mặt, trái phiếu chính phủ, cổ phiếu niêm yết giá trị trên thị trường hiện nay, trái phiếu niêm yết giá trị trên thị trường hiện nay, quỹ tương hỗ niêm yết giá trị trên thị trường hiện nay, quỹ trên thị trường tiền tệ niêm yết giá trị trên thị trường hiện nay, cân đối tài khoản tín dụng của các cơ quan trung gian môi giới, giá trị tiền mặt từ bảo hiểm nhân thọ. Tài sản cố định. Trong danh sách này, hãy bắt đầu với những điều rõ ràng nhất, giá trị thị trường của những thứ lớn nhất mà bạn sở hữu. Lấy ví dụ, nhà, xe hơi. Hãy liên hệ với chuyên viên môi giới bất động sản hoặc tìm trên mạng thông tin về giá trị căn nhà hiện tại của bạn. Tìm thông tin tư vấn trên sách xanh về chiều hướng giá cả của dòng xe, mẫu xe và tuổi xe của chiếc xe mà bạn đang dùng. Lục trên phòng áp mái, tầng hầm, nhà để xe và nhà kho. Sắp xếp tất cả mọi thứ có giá trị trên $1. Không đưa ra các nhận định chủ quan kiểu cái này chả có giá trị gì cả. Nghị lực lên. Riêng công đoạn này đã cứu rỗi nhiều thứ thâm căn cố đế để chuột làm tổ. Những thứ chắp vá và đồ sưu tập trong nhà để xe như một kho báu. Nếu bạn không làm bây giờ, hãy nghĩ rằng ai đó bạn yêu quý sẽ phải làm việc đó khi bạn ra đi. Nếu khu nhà kho của bạn chất đống từ nền đến nóc những món đồ tích hợp qua thời gian, bạn có lẽ sẽ muốn để nó lại cho đến cuối cùng để bạn không bị quá tải. Hãy đi khắp các phòng và kiểm kê tất cả. Hãy nhìn những bóng đèn trang trí, nhìn xuống tấm thảm. Thế còn cái kệ gỗ óc chó mà bạn dựng vài năm trước và các hiện vật của người thổ dân châu Mỹ thì sao? Vậy còn bộ máy tính có thiết kế tùy chỉnh phù hợp với cá nhân bạn? Hãy đối đầu trực tiếp với mớ hỗn độn ấy. Cẩn thận nhưng không vô lý, nghĩa là bạn không cần phải lập danh sách mỗi con dao, mỗi cái thìa, mỗi cái dĩa, nhưng cần cho vào danh sách bộ dao dĩa đắt tiền gỗ hồng được chạm trổ thủ công với cái hộp bằng gỗ gụ. Và cả hai bộ chén đĩa vẫn còn đang nằm trong hộp nữa. Hãy định giá giá trị bằng tiền mặt cho mọi thứ bạn sở hữu. Đó chính là giá trị tiền mặt hiện thời, thứ bạn có thể quy ra tiền cho mỗi vật dụng tại các cửa tiệm cầm đồ hay bán hàng thùng hoặc qua đấu giá trên mạng hay các trang quảng cáo chuyên dụng để được hỗ trợ tìm hiểu giá của những món đồ bạn sở hữu. Hãy tìm trên các trang đấu giá trực tuyến hay các danh mục chuyên dụng hay trong phần nơi bán của các tạp chí địa phương. Hãy thẩm định những đồ cá nhân và đồ gia dụng của bạn. Đừng bỏ qua thứ gì cả. Thứ đồ vô dụng của người này lại là đồ cổ có giá trị của người khác. Chỉ vì bạn không định giá một món đồ không có nghĩa là món đồ đó vô giá trị. Đừng bỏ qua những món người khác nợ bạn, ít nhất là những thứ bạn có thể hy vọng thu hồi được. Những thứ đó bao gồm tiền đặt cọc, khi mở hóa đơn điện nước, điện thoại hay lập hợp đồng thuê nhà, thuê phòng. Bất cứ vật gì có thể chuyển thành tiền đều nên liệt kê ra. Bạn đang đóng vai người thẩm định tài sản của chính mình. Hãy biến nó trở thành một bài tập thú vị. Bạn không cần bán bất cứ thứ gì nếu bản thân không muốn. Vì vậy, đừng để tình cảm chi phối bạn từ bước kiểm kê. Thực tế là, đừng cho phép bất kỳ cảm xúc nào rình rập. Đừng để sự đau buồn can gián bạn khỏi việc định giá cho những đồ dùng mà chồng bạn để lại, hoặc chiếc tivi màn hình phẳng mà bạn cùng phòng để lại khi chuyển đi. Đừng để sự xấu hổ về chứng tiêu hoang ngăn cản bạn định giá 20 đôi giày vẫn để ngay ngắn trong tủ, chưa đi được một ngày nào. Đừng để tội lỗi khiến bạn không sắp xếp được các đồ dùng cá nhân, tập thể dục đã mua mà chưa hề sử dụng. Cuối cùng, bạn sẽ khám phá được giá trị thực sự của chiếc máy tập đạp xe và quà tạ miễn phí. Không phải là cân nặng mà bạn giảm được, mà là mức giá bạn sẽ đòi khi bán hàng thùng. Trong khi nhiều người có thể thực hiện xong bài tập này trong vòng 1-2 ngày, một phụ nữ phải cần đến 3 tháng để kiểm kê tài sản của mình. Cô đã kiểm tra mọi hộp, nhìn vào mọi tấm hình, mở mọi ngăn kéo và tủ trạn, không chỉ ghi ra các món đồ mà còn liên tưởng lại lý do và cách mà món đồ xuất hiện trong đời cô. Quá trình này dẫn cô tới một trải nghiệm sâu sắc về lòng biết ơn cho những thứ mà cô có. Quá nhiều thứ khó chịu xuất hiện từ việc tập trung vào cái chúng ta không có, tới nỗi bài tập đơn giản về sự tiếp nhận và định giá cho những thứ ta có khiến ta thay đổi cái nhìn. Thực tế là, nhiều người sẽ nói rằng một khi vượt lên trên mức sống còn, sự khác biệt giữa thịnh vượng và nghèo đói chỉ nằm trong mức độ biết ơn của chúng ta. Các khoản nợ. Mục này liệt kê tất cả các khoản nợ, kể cả chúng có thể trả được bằng tiền, hàng hóa hay dịch vụ. Tất cả mọi thứ bạn nợ, từ nợ ngân hàng đến nợ tồn đọng hóa đơn. Nếu bạn liệt kê danh sách tài sản theo giá trị thị trường hiện tại của căn nhà, hãy điền thêm vào đó khoản cân đối nợ trên căn nhà đó. Làm tương tự với cân đối nợ của chiếc xe hơi bạn đang đi. Đừng quên ghi thêm khoản nợ ngân hàng hay nợ bạn bè, nợ tín dụng, nợ tiền học và các khoản nợ y tế hay khám răng. Giá trị tài sản ròng. Cộng các con số trong phần tài sản luân chuyển và tài sản cố định, rồi trừ cho con số trong phần nợ. Nói một cách đơn giản, chính xác và thực dụng, đây chính là giá trị tài sản ròng của bạn. Đó là cái hiện bạn đang có để thể hiện thu nhập trong cuộc đời mình. Phần còn lại chỉ là ký ức và ảo tưởng. Và giờ bạn chỉ cần quan tâm tới con số thống kê trong bảng cân đối mà thôi. Ta không tính gộp những tài sản không thuộc về vật chất, bằng cấp, kỹ năng đã đạt được, thiện chí bạn nhận được bằng cách mời mọi người một chầu đồ uống miễn phí, hóa đơn khấu trừ thuế từ tổ chức từ thiện United Way. Có thể chúng có giá trị, nhưng đó là những thứ không đo đếm được, và vì thế chúng không thể được định giá theo cách khô khan, theo các con số, hay theo kiểu khách quan mà chúng ta được học để áp dụng tính tài chính cá nhân. Bài tập về giá trị tài sản ròng có thể khiêm tốn hoặc khổng lồ. Bạn sẽ gặp phải nhiều khó khăn. Bất kể bạn tìm thấy điều gì, thì thứ quan trọng cần nhớ là giá trị tài sản ròng không tương đương với giá trị của bản thân. Vì sao phải làm bảng cân đối? Phần này của chương trình mang tính khích lệ, nhưng lúc đầu nó có vẻ không thể hiện như vậy. Từ trước tới giờ, phần tài chính của bạn có rất ít hướng đi hoặc nhận thức. Về mặt tài chính mà nói, bạn giống như một người đang lái xe vòng vòng mà không có điểm đến cụ thể, tốn xăng, xoay bánh lái mà không đi đến đâu cả. Bạn có thể có nhiều kỷ niệm và nhiều thứ vô hình, nhưng chỉ vài vật kỷ niệm cụ thể mới chuyển thành tiền mặt được. Khi có hướng đi mạnh mẽ và rõ ràng bằng việc giữ dây cương tài chính, điều bạn thực hiện sẽ đạt hiệu quả cao hơn nhiều trong thế giới này. Giờ đây, bạn đã có cái nhìn tổng quan về tình trạng tài chính của mình và có thể lựa chọn một cách khách quan nên chuyển vài tài sản cố định sang tiền mặt hay không để tăng tiền tiết kiệm hoặc trả bớt nợ. Có một người phụ nữ, trước khi hoàn thành bước này, đã nhận ra rằng cô có thể thanh lý những thứ mà mình sở hữu quá mức, đầu tư số tiền thu được và có đủ tiền thu từ lãi để ngay lập tức trở nên độc lập về tài chính, sống vừa thoải mái vừa phong cách. Trong khi cô chưa thực hiện ngay, bản thân việc nhận ra điều đó đã cho phép cô tiếp nhận thêm sự may rủi trên con đường hướng tới niềm yêu thích thực sự của chính cô, đó là nghệ thuật. Một người nữa lại nhận ra rằng anh ta có thể sở hữu quá nhiều thứ bản thân chưa từng dùng và cũng không còn muốn nữa, nhưng lại cứ giữ chúng lại, bởi anh có thể cần dùng mấy cái này vào lúc nào đó. Giải pháp sáng tạo của anh ta là bán những đồ dùng cá nhân đi, lấy số tiền thu được đặt sang một bên để thế chỗ cho những gì anh có thể cần trong tương lai. Trong khi đó, số tiền này sinh lời, cuộc sống của anh trở nên đơn giản hơn và ai đó cần những thứ đồ anh bán đã có thể sử dụng chúng. Và hãy nhớ rằng, không xấu hổ, không đổ lỗi. Khi tạo bảng cân đối, có thể sẽ phát sinh nhiều cảm giác gắn bó với tài sản vật chất, buồn, đau khổ, hoài cổ, hy vọng, tội lỗi, xấu hổ, ngượng ngùng và cáu giận. Thái độ bình thản hoặc từ bi có thể đi suốt hành trình khiến bước này trở nên nhẹ nhàng, có nghĩa là nó có khả năng làm nhẹ bớt gánh nặng về thể chất và cảm xúc mà bạn đã gom lại trong bấy nhiêu năm. Tóm tắt bước 1. A. Tính xem bạn đã kiếm được bao nhiêu tiền trong đời. B. Tạo ra bảng cân đối về tài sản và nợ. Bạn làm gì để thể hiện số tiền đã kiếm được? Những câu hỏi tâm sự tiền nong. Việc phát hiện ra mình có mối quan hệ với tiền có thể khiến cho bạn bất ngờ, hào hứng và thậm chí có một chút bối rối. Điều này có thể tạo ra bằng niềm tin, dự đoán, trải nghiệm, khuyên răn và có lẽ bằng cả phản ứng của cha mẹ hay của văn hóa nữa. Tâm sự tiền nong là phương thức hoàn hảo để tìm hiểu cách người khác được định hình bởi quá khứ của họ ra sao và những nguyên tắc vô thức hay câu chuyện nào đã dẫn ta tới ngày hôm nay. Tư tưởng không xấu hổ, không đổ lỗi sẽ khiến bạn vén bức màn tiền bạc và xem điều gì đang xảy ra bên trong. Hãy sử dụng các gợi ý ở phần kết để thực hiện cuộc tâm sự tiền nong. Đặt những câu hỏi này khi bạn tổng kết một ngày của mình, hỏi chính người vợ hoặc chồng hoặc các nhóm xã hội khác. Hãy nhớ thêm câu hỏi vì sao vào cuối mỗi câu và nghĩ xem xã hội đã ảnh hưởng tới câu trả lời của mình ra sao. Để mở rộng câu trả lời, bởi không có câu trả lời nào là hoàn toàn chính xác cả. Ai dạy bạn bài học đầu đời về tiền? Bạn đã học những gì? Bạn nhận được thông điệp gì về việc tăng tiền lũy tiến? Bạn nhận được tin nhắn đó từ ai? Cha mẹ, thầy cô, quảng cáo hay vân vân. Kể về những kỷ niệm đầu tiên với tiền và ảnh hưởng của nó tới bạn hiện giờ. Kể về sai lầm đầu tiên có liên quan đến tiền. Bạn sẽ làm gì khác đi nếu có thể? Đủ có nghĩa là gì? Bạn sở hữu thứ gì trong nhà kho và trong tủ mà nếu không có nó, bạn sẽ tốt hơn? Vì sao bạn giữ nó lại? Chú thích: Ở Hoa Kỳ, thu nhập được tính khi khai thuế cá nhân. Có những mức thu nhập là thứ 10, thứ 25, thứ 50, trung bình, thứ 75, thứ 90, thứ 95 và thứ 99. Con số càng lớn là thu nhập càng cao. Vận mệnh hiển nhiên là thuật ngữ chỉ niềm tin rằng Hoa Kỳ có vận mệnh mở rộng lãnh thổ từ Duyên Hải Đại Tây Dương đến Thái Bình Dương. Bẫy 22, Catch 22, một thành ngữ dùng để mô tả những tình huống oái oăm trái ngược nhau nhưng lại xuất hiện trong cùng một lúc. Bẫy 22 ám chỉ tình thế tiến thoái lưỡng nan. Từ gốc là rat race, thuật ngữ dùng để chỉ thiếu sự cân bằng giữa cuộc sống và công việc. Không có sự độc lập tài chính, thu nhập thụ động, căng thẳng cao, thời gian đi làm dài và không hài lòng với cuộc sống. Trò cò quay Nga là trò chơi mà người tham gia sử dụng một khẩu súng lục ổ đạn quay với một viên đạn duy nhất bên trong. Họ lần lượt bắn vào đầu mình. Người còn sống, không quay phải ổ có đạn sẽ là người chiến thắng. Gazinger pins, tạm gọi là mấy món vụn vặt Gazinger, hay còn có nghĩa là những thứ linh tinh vụn vặt không cần thiết nhưng lại bắt mắt và khó bỏ qua. Đây là từ do tác giả cuốn sách nghĩ ra, hiện chưa có nghĩa tương đương trong tiếng Việt cũng như không được sử dụng rộng rãi trong tiếng Anh. Xem thêm hình minh họa 1.1, thang đo đánh giá cuộc sống, trang 63. Xem thêm hình minh họa 1.2, đường cong hoàn thiện, đủ, trang 87. Hết chương 1. Cạm bẫy đồng tiền, con đường cố thủ của đồng tiền.